Xin chào khán thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ tiếp tục gửi tới cho quý thính giả của chúng ta một câu chuyện có tên Mua vui được vợ. Vì bà của cô cần tiền chữa bệnh mà cô lại không có tiền, đành bán mình để cứu bà và để trả nợ cho cô nhi viện. Người mua cô trong quán ba là một tẩm tài của một công ty lớn. Anh ta có nguyên tắc chỉ qua đêm với xử nữ và không bao giờ dừng lại người đó nhưng sau khi chạm vào cô thì có thể anh sẽ tái sử dụng lại không những thế trong ngày sinh nhật cô anh đã lấy đi lần đầu rồi cầu hôn cô đúng ngày đó vợ cũ của anh trở về dắt theo một cậu nhóc nào đó là con trai anh còn cô có bảo bảo nhưng lại bảo với anh rằng cô sẽ bỏ nó anh rất tức giận đầm già anh chán ghét cô anh bảo chỉ cần cô sinh xong anh nhất định sẽ trả lại tự do cho cô ạ à, vợ cũ của anh mưu mô Cô ta vu oan cho cô ngoại tình khiến anh càng ghét cô hơn. Cô đã sinh, cô sinh con trai, nhưng sau khi tỉnh lại thì cả anh và con trai của cô đã biến mất. Tâm tình chỉ bật mí đến đây thôi nhé. Còn diễn biến của câu chuyện như thế nào thì xin mời các bạn cùng lắng nghe với tâm tình ngay sau đây. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào khe cửa sổ chiếu lên người một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai được uốn nhẹ phần đuôi, khiến cho gương mặt cô thon gọn hơn. Y y, Y y Cô nghe có tiếng người gọi tên cô Cô liền dậy chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh Bà ơi Chạy đến nơi Có một bà lão tầm 80 tuổi đang nằm dưới đất Và rất nhiều người bu xung quanh Dì Lam Bà bị gì vậy Cô quay sang người phụ nữ kế bên Chắc là bệnh ung thư của bà lại tái phát lần nữa rồi Dạo này bà con hay bị phát bệnh Nhưng bà không cho cô nói với con vì sợ con lo. Người phụ nữ tuổi trung niên sắc mặt lo lắng nhìn cô. Xe kéo tới rồi, y y, con mau đưa bà ra xe. Một người đàn ông ốm yếu ăn mặc giản dị chạy từ cửa vào. Dạ, mọi người giúp con với. Cô cùng dì Lam và ông Hoàng đỡ bà cô ra xe kéo đến bệnh viện. Dì Lam là cô giáo trong cô nhi viện, cũng là người nuôi cô lớn. Năm cô 2 tuổi, nhà cô bị cháy, không ai chịu giúp đỡ cô và bà cô đi lang thang. Không biết từ lúc nào, hai người đã đến trước cửa cô nhi viện. Bà gửi cô cho một cô giáo trong đó. Họ đón lấy cô, nhưng vì bà chỉ còn mình cô nên bà rất yêu thương mà không thể rời bỏ cô. Mọi người cũng thấy hoàn cảnh cô tội nghiệp mà bảo bà của cô cùng ở lại với cô. Cuộc sống của cô không dư giả giàu có gì nhưng đủ để cô sống qua ngày cho đến năm cô 16 tuổi, thì các mạnh thường quân hay giúp đỡ cho tiền, quần áo cho cô nhi viện, tự nhiên lại không giúp đỡ họ nữa. Cô vì nghĩ tới các em, các cô và bà của cô sẽ chết vì đói, nên cô đã xin đi làm thêm. Mọi người cũng làm bánh rồi mang ra chợ bán, họ làm bánh rất ngon, nên có khi không đủ bánh để bán. Cô vừa biết tin bà cô bị ung thư được 2 tháng nhưng cô không có cách nào chữa trị cho bà. Cô đành để ông trời quyết định mạng sống của bà mình. Ai nói cô không đau? Cô đau lắm chứ, nhưng cô làm sao được bởi vì cô không đủ điều kiện. Chú Hoàng là người đàn ông duy nhất của cô Nhi Viện cũng là chồng của dì Lam. Hôm nay bà cô phát bệnh nặng hơn cô nghĩ. Bác sĩ, ba người thầy bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra thì đứng dậy, Ai là người nhà bệnh nhân? Bác sĩ liếc sơ ba người. Tôi. Kiều Y bước tới trước. Bà cô bị ung thư giai đoạn 3, vẫn còn hy vọng cứu chữa bằng cách là xạ trị. Bác sĩ bỏ tay vào túi áo. Phí chữa trị có cao không bác sĩ? Chú Hoàng lấy chiếc nón tai bèo trên đầu xuống. 5 triệu. Bác sĩ nhìn chú Hoàng. 5 5 triệu. Kiểu y nghe nói 5 triệu liền đứng không vững Cô kiếm đâu ra số tiền ấy chứ Bà cô đã tỉnh lại Nhưng không thấy cô đâu Nhược lam Y y nó đâu rồi Bà đàm chống tay cố ngồi dậy Dì đàm Dì dậy rồi à Để con đi gọi bác sĩ Dì Lam đứng dậy định chạy đi Nhưng bị dì đàm chặn lại Không cần đâu Trả lời gì Y y nó đi đâu rồi Bà đàm cầm tay dì Lam con bé đi kiếm tiền để giúp dì chữa trị rồi Dì Lam ngồi xuống ghế Nó kiếm bằng cách nào chứ Bà Đàm lo lắng Trên đường ít có một cô gái nhỏ nhắn Thân hình quyến rũ được che chở bởi lớp quần áo mỏng không ai khác Đó chính là Đinh Kiều Y Cô đi lang thang một mình trên phố Đi mãi không có điểm dừng Cô đang tìm cách kiếm tiền giúp bà chữa trị nhưng với số tiền làm thêm ít đòi của cô đến 3 năm sau cũng chưa chắc đã đủ. Bỗng cô nhìn thấy một cặp đôi nữ trẻ nam già đang đi cùng với nhau. Người đàn ông đó đang cầm tiền nhét vào khe ngực của cô gái, dường như cô đang nghĩ ra điều gì đó. Cô chạy từ đường X đến đường A, nơi trung tâm thành phố có rất nhiều quán bar và là nơi các cô chiêu cậu ấm hay lui tới. Đường trước quán bar có tên là Ha Đen, cô chần chừ một lúc rồi bước vào. Vừa mở cửa cô đã bị nhân viên chặn lại Xin lỗi quý khách Quán ba chúng tôi 18 giờ mới mở cửa Nhân viên nhìn cô rồi đưa tay về phía cửa ra vào Tôi biết Tôi đến xin việc Chị có thể cho tôi gặp quản lý không Cô cúi đầu Quản lý chưa đến Cô có thể ngồi đó chờ Cô nhân viên nhìn về phía chiếc ghế quầy rượu Dạ được Cô cúi đầu đi lại chiếc ghế Quản lý Tất cả nhân viên cúi đầu Cô quay lại nhìn về phía hướng cửa ra vào Cô cứ nghĩ quản lý là một người đàn ông to lớn, nghiêm túc. Không ngờ nó thật khác với suy nghĩ của cô. Đó là một cô gái có thân hình nắng bỏng, chiếc đầm màu hồng được khoét sâu, tôn lên bằng một ngồn ngộn, vòng nào ra vòng nấy khác xa so với cô. Chị, cô gái này đến đây xin việc đó ạ. Một cô nhân viên chạy lại chỉ về phía cô. Ừ, đi theo tôi. Cô quản lý liếc cô một cái rồi đi, cô cũng chạy theo sau lưng. Cô quản lý dắt cô vào trong một căn phòng cô ta ngồi vào chiếc bàn làm việc. Cô tên gì? Quản lý nhìn cô. Kỳ, Ki, kiều, kiều y, đinh kiều y. Cô sợ hãi không dám ngước mặt lên. Tên đẹp đó. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Quản lý đứng dậy đi về phía cô. Cô suy nghĩ một hồi. Cô không thể nói tuổi thật của mình bởi vì cô chỉ mới 17 tuổi không thể tiếp khách. Cô đành nói dối một lần vậy. 19 tuổi một tháng, một tháng nữa là đến sinh nhật tuổi 20 của tôi. Hai tay cô nắm chặt lại. Ồ oh, trẻ vậy sao? nhưng chỗ tôi đủ nhân viên rồi. bây giờ chỉ cần người tiếp khách thôi. quản lý lấy tay vuốt từ đỉnh đầu xuống vai cô, vai cô khẽ run lên. tôi biết. cô muốn tiếp khách sao? đúng vậy, bởi vì bây giờ tôi đang rất cần tiền. bao nhiêu? quản lý ngồi lên bàn, hai tay chống ra sau. năm, năm triệu khỏe mắt cô Dương Dương 5 triệu, chỉ cần cô làm việc tốt, chưa đến một tuần sẽ đủ ngay. Quản lý nhếch mép. Sao chưa đến một tuần, cô không ngờ số tiền lớn như vậy mà chỉ một tuần là có được, thật khó tin. Sao? Thế nào? Tôi làm. Tốt, tiểu vi, quản lý to xuống. Dạ, ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bước vào. Em đưa cô ta đi xét nghiệm tổng quát, nếu không có vấn đề gì thì sửa sang giúp cô ta tối đưa cô ta lên cho tổng tổng. Vâng. Cô nhân viên lôi cô ra ngoài. Cô nhân viên đó đưa cô đi làm xét nghiệm tổng quát đến 15 giờ mới xong, kết quả bình thường không có vấn đề gì. Cô nhân viên dẫn cô về quán bar giúp cô trang điểm, thay quần áo. Sau khi chuẩn bị xong, cô nhìn vào gương, quả thật rất xinh đẹp, cô không nhận ra chính bản thân của mình nữa, đúng là người phụ nữ có son phấn có khác. 18 giờ, tiếng nhạc dập dình nổi lên, và những bóng đèn không ngừng chớp và đổi màu khiến con người ta cảm thấy đau đầu. Cánh cửa ra vào được mở ra, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, thu hút mọi ánh nhìn với gương mặt đẹp không góc chết, bờ vai rộng, bàn tay to, làn da ngăm đen, đúng chuẩn mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ. Tấm tổng đến rồi bưng rượu ra đi, quản lý lấy cánh tay cô. Vâng cánh tay coi run run nhấc cái mâm để hai chiếc ly và hai chai rượu lên về phía anh anh nhắm hờ đôi mắt lại nhưng anh vẫn biết có người đang nhìn chằm chằm mình chính là cô cô mãi nhìn anh và suy nghĩ mà không để ý đến phía trước có ba bậc thang cô không để ý nên bắp té làm hai chiếc ly và một chiếc rơi lên bàn một chiếc rơi lên ghế còn chai rượu thì rơi ngay đầu anh cả chai bị bể rượu trong chai đổ đầy đầu anh khiến anh tức giận đứng lên Cô sợ hãi không đứng dậy nổi mà lách lùi về phía sau. Anh đi lại chỗ cô nâng cằm cô lên, rồi bóp thật mạnh đến nỗi anh đã buông ra mà nơi vừa bị anh bóp vẫn còn lưu lại dấu. Cô ta là ai? Anh đứng lên nhét tay phải vào túi quần. Dạ, cô ta là gà mới. Cô quản lý đi lại cười thấp người xuống. Mấy người nghĩ làm sao? Mà cho một người tay chân vụng về, hóng hà hóng hớt, phục vụ cho sếp của tôi vậy tên trợ lý của anh đi lại Xin lỗi tấm tổng Tôi sẽ dạy lại cho cô ấy Mau đứng dậy xin lỗi tấm tổng rồi đi theo tôi Cô quản lý hơi khom người xuống Khiều nhẹ vai cô Xin lỗi tấm tổng Cô đứng dậy cúi người thấp xuống Mắt cô đã rưng rưng Anh lấy tay sờ gương mặt của cô Khiến vai cô run lên Các người đưa cô ta đi xét nghiệm chưa Ngón tay trỏ của anh dừng lại Ngay môi cô Anh liếc nhìn quản lý Dạ rồi kết quả tốt ạ à? Cô quản lý cầm bộ hồ sơ bệnh án đưa cho anh Ừ Anh hài lòng gật đầu Bình tĩnh lại anh mới biết đầu mình bị chảy máu Cô quản lý cầm sắp khăn giấy đưa cho anh Anh cầm lấy rồi để chỗ máu chảy Anh lít cô một cái rồi đi trước Đi theo đi Cô quản lý lay cánh tay cô Làm cô giật mình rồi chạy theo anh Cô và anh thì ngồi ở ghế sau Còn tên trợ lý thì ngồi ghế phụ lái Trước quãng đường về biệt tự của anh Cô không dám nhìn anh vì sợ nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh giống như lúc mà cô làm anh bị thương chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự to lớn đôi mắt cô mở to cô không khỏi ngạc nhiên mà hoang một tiếng đến bao giờ em mới chịu xuống xe anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà thấy mắc cười anh chạm người qua để mặt đối mặt với cô ồ cô gật đầu rồi ở một tiếng cô bước xuống xe đi cậu về được rồi anh nằm tay cô đi được ba bước thì quay đầu lại nhìn tên quản lý được rồi tên quản lý kéo cửa xe lên đi vào bên trong cô cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ nguy nga của căn biệt thự cô đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia rồi dừng lại trên gương mặt tuần tú của một chàng trai bây giờ cô mới thấy anh thật đẹp nhé lúc nãy trong quán bar cô không nhìn rõ gương mặt của anh bởi có đèn màu nhiều màu Chiếu vào có lúc trên xe thì không dám nhìn anh vì sợ anh lại dùng ánh mắt đáng sợ đó mà nhìn cô. Em nhìn đủ chưa? Nhìn tôi là phải trả phí đó. Cô quay sang nhìn cô với làm tan cái suy nghĩ trong đầu của cô. Cô cảm thấy kỳ lạ vì anh không dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn cô mà dùng một ánh mắt dịu dàng âu yếm tràn đầy sự ấm áp khác xa với lúc nãy ở trong quán ba. Tôi không có tiền. Cô sợ anh đòi tiền thật liền quay đầu đi chỗ khác Em ngốc thật tốt Tôi đâu có đòi tiền Tôi có đòi thì em cũng không có tiền trả đâu Anh nhìn cô rồi nhếch mép Vậy tôi phải trả bằng cái gì Cô người thờ nhìn anh Làm tim anh như bị tan chảy Trả bằng đêm đầu của em Anh ghé sát tai cô Nói nhỏ Mạch cô đỏ ửng tay chân run cầm cặp xác định được cô còn là sự nữ và anh là người đầu tiên được xâm phạm nơi tư mật của cô, thì anh mới chịu buông tha mà cho cô nghỉ ngơi. Nói đến đây mới biết anh là một người kỳ lạ. Anh không bao giờ động tới người phụ nữ đã hết hạn sử dụng và bị người khác bỏ rơi. Những người trèo được lên giường anh chỉ có những cô gái còn là sự nữ. Anh cũng thật quá đáng. Chính mình đã mất xin từ lâu mà còn yêu cầu người khác như vậy. Những cô gái đó, cho dù xinh đẹp, con nhà quyền thế Nhưng anh lại chỉ sử dụng một lần rồi bỏ tuyệt đối không xài lại lần nào nữa Trừ cô chắc anh sẽ tái sử dụng Sáng hôm sau, cô mở mắt ra Đập vào mắt cô là một thân thể to lớn, cường trắng Cô cảm thấy anh lúc ngủ thật đẹp trai Anh hiền và dễ thương Anh như chú gấu con đang ngủ đông vậy Cô lấy say sờ lên gương mặt tuần tú của anh Đủ chưa? Anh đột nhiên mở mắt ra Làm cô giật cả mình Chú gấu con lúc nãy đâu rồi Thay vào đó là một đôi mắt sắc bén Lạnh như băng Tôi tôi Cô củ đầu xuống Kéo chăn che ngực Cô muốn tiền đúng không Nghe đến tiền cô liền ngước mặt lên Không phải cô ham tiền Mà là cô đang rất cần tiền Sao anh biết Ánh mắt của cô như đang rất mong nghe được câu trả lời từ anh Chả có một con kỵ nữ nào mà không ham tiền cả Cô nghe nhầm sao Anh gọi cô là kỹ nữ phải rồi, cô không là kỹ nữ thì là gì?" Anh cầm một xấp tiền chọi vào mặt cô. "Khoan đã." Anh đang mở cửa định đi vào phòng tắm thì bị câu nói của cô làm cho chân anh không nhấc lên nổi. "Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, tôi sẽ đi kiện anh vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên." Cô vừa nói vừa quấu cái chân. "Em dám sao? Luật pháp luôn đứng về phía tôi, bọn họ sợ ngược lại tôi nữa đó." Hơn nữa em mà dám đi kiện tôi sẽ lấy lại tiền đó Anh bước vào phòng tắm Để lại cô đang ngây người Luật pháp phải sợ ngược lại cô sao Anh sẽ lấy lại tiền sao Không được Cô không thể để anh lấy lại tiền đâu Cô phải lấy tiền để cứu bà cô Cô bỏ tấm chăn ra Lại một lần nữa thân thể xinh đẹp Không mảnh vải che chắn của cô hiện ra Cô bước xuống giường nhặt từng tờ tiền lên Cô nhặt gần xong thì anh bước ra từ phòng tắm Anh nhìn cô rồi nhếch mép một cái Tôi quên Nói cho em biết 17 tuổi là cái gì chứ Một cô bé 15 tuổi cũng từng bò lên giường của tôi đó Anh tặng cho cô một câu kinh thiên động địa 15 tuổi sao Cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà anh cũng không tha Cô bỏ suy nghĩ đó qua một bên Sau khi nhặt hết tiền Cô leo lên giường ngồi đếm Cô không tin Cô nghĩ là mình đếm sai chứ chỉ cần một đêm mà cô đã có 3 triệu rồi sao? Người giàu họ lãng phí như vậy sao? 3 triệu cô kiếm mấy năm cũng không đủ, vậy mà anh tiêu nó trong một ngày sao? Nhưng mà vẫn chưa đủ tiền chữa trị cho bà của cô, còn thiếu tận 2 triệu. Làm sao đây? Hay là cô mượn anh? Không được, số tiền lớn như vậy anh sẽ không cho cô mượn đâu. Thôi, bệnh viện xem bà sao đã, chuyện tiền sẽ tính sau. Đêm qua không không đến chắc là bà sẽ lo lắm cô tìm một tờ giấy cẩn thận bỏ tiền vào tờ giấy rồi gói lại sau đó cô mặc đồ chạy ra khỏi nhà căn nhà của anh to quá nó như lâu đài vậy cô tìm mãi mà không thấy lối ra cô bị lạc rồi hình như cô thấy người nào đó đó là gì hà là người nấu nướng ở nhà của anh cũng là người chăm sóc anh từ nhỏ đến bây giờ dì có hai người con gái họ đều làm giúp việc của nhà này con gái lớn của dì bị dụ dỗ cô có con nhưng chưa có chồng còn con gái nhỏ của dì là chú nhiều chuyện nhưng cả gia đình dì ai cũng tốt bụng hết. Dì ơi, cô chạy đến chỗ dì hả? Cô là ai vậy? Dì chưa từng thấy cô gái này bao giờ, cô ấy xinh đẹp, ăn mặc sexy như vậy chắc là người ông chủ đưa về rồi. Cô không biết trả lời như thế nào, cô là gì trong cái nhà này, chẳng lẽ cô nói cô là kỹ nữ sao? À, ông chủ đưa cô về đây đúng không? Vâng, cô gật đầu. Nhà to quá, con đi một hồi thì bị lạc, dì có thể chị giúp con đường nào để ra cổng không? Cô thật lễ phép làm gì có cảm tính ngay từ lần đầu gặp. Cô đi theo tôi. Dì đi trước, cô đi theo sau. Con cảm ơn dì, con đi đây. Cô chào dì rồi vắt chân lên cổ chạy khỏi căn nhà khiến cô cả đời không quên. Ra đến cổng cô không biết đi hướng nào. Làm sao bây giờ? Bên phải, cô chạy ra qua bên phải, chạy một hồi thì cô bị té. Tại đôi giày cô đang mang quá cao Không được cô không thể mặc đồ như thế này mà đến gặp bà cô được Cô chạy đến một cửa hàng bán quần áo Cô mua một cái áo thun, một cái quần jean dài Và một đôi giày ba ta Cô nào ngờ Những hành động nãy giờ của cô đều bị thu vào tầm mắt của anh Anh là vậy đó Anh không bao giờ quan tâm người khác ra mặt Cũng chính vì thế mà anh đã từng đánh mất người con gái anh yêu Tám năm trước Nhật Vi, anh có hai vé xem phim Em đi xem phim với anh được không Tuấn Khanh cầm hai vé xem phim Đưa cho Nhật Vi Ở đằng xa có một chàng trai đang vỏ nát Hai chiếc vé xem phim đang cầm trên tay Không ai khác Người đó chính là anh Nhật Vi Anh muốn nước cho em nè Tuấn Khanh đặt ly nước lên bàn cho Nhật Vi Anh chỉ biết ngồi nhìn Anh không thể làm gì hết 14 tháng 2 Nhật Vi, em làm bạn gái của anh nhé tuấn khanh quỳ gối một tay cầm bó hoa một tay cầm chiếc nhẫn đưa lên trước mặt nhật vi nhật vi mỉm cười cô nhìn ra cửa hình như có ai đó đang nhìn cô là anh anh đang cầm trên tay một bông hoa anh nhút nhát không dám bày tỏ và anh đã đánh mất nhật vi nhật vi tươi cười nhìn tuấn khanh em đồng ý hiện tại xe anh dừng trước cổng bệnh viện Cô cần tiền, anh biết do cô quản lý nó với anh, nhưng cần tiền để làm gì thì anh không biết. Anh xuống xe đi theo cô vào bệnh viện, anh thấy cô bước vào một phòng bệnh rất đông người. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, cánh cửa có một tấm kính trong suốt nên anh rất dễ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô ngồi xuống ghế nắm tay bà, "Bà ơi bà, cháu vào thăm bà nè." Cô mỉm cười, bà mở mắt, Cháu đi đâu sao suốt tối hôm qua không vào với bà? Bà mỉm cười xoa đầu cô. À cháu, y y, dì Lam mở cửa bước vào. Dì nhìn thấy có người đàn ông đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Anh ta là ai mà đẹp trai vậy? Dì Lam bước đến làm anh giật mình. Dì, cô đứng dậy nhìn dì Lam. Cái cậu đẹp trai đứng ngoài cửa là bạn con sao? Dì thấy cậu ấy cứ đứng ngoài đó nhìn con hoài. Dì Lam chỉ ra cửa. Con làm gì có bạn Cô nhìn ra cửa theo hướng gì làm chỉ Anh này qua một bên để cô không nhìn thấy mình Làm cô không nhìn thấy anh Con có nhìn thấy ai đâu gì đến thì tốt rồi gì ở đây với bà nhé Con đi gặp bác sĩ Ừ Cô bước được hai bước thì bà cô nắm tay của cô Con chưa trả lời bà Một chút con sẽ trả lời bà Con đi gặp bác sĩ đã Cô dùng tay còn lại đặt lên tay của bà Con đi đi Dì Lam nhìn cô, cô gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh thấy cô đang đi ra thì ngồi xuống ghế. Anh thấy tờ báo đang đặt trên ghế thì cầm lên giả bộ đọc. Cô cũng không để ý, cô đi cả bác sĩ ở phòng làm việc của ông. Bác sĩ, cô gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Cô ngồi đi. Ông đưa tay ra, ý mời cô ngồi xuống. Tôi có tiền rồi, nhưng chỉ có 3 triệu. Bác sĩ có thể làm xạ trị cho bà tôi không? Tôi sẽ cố gắng trả hết tiền mà, tôi hứa là tôi sẽ trả mà ông bác sĩ lắc đầu khi nào đủ tiền thì đến tìm tôi dựa vào gia cảnh của cô mười năm sau cô cũng chưa trả hết ông bác sĩ cầm cây bút thả lên bàn tôi hứa tôi sẽ trả đủ mà ông làm ơn đi cô chắp tay quỳ xuống trước mặt ông bác sĩ ông bác sĩ tức giận đẩy cô tất nhiên những cảnh nãy giờ đều bị thu vào tầm mắt của anh bác sĩ âu anh mở cửa bước vào cả hai người ngạc nhiên ngước lên nhìn anh à tống lão đại ông hoảng sợ nhưng vẫn giả bộ tươi cười chưa đến ngày trả tiền mà anh đến tìm tôi anh không khỏe ở chỗ nào sao ông bác sĩ mặc cô đi lại ở chỗ anh nãy giờ cô ngây người tấm tổng tống lão đại là cùng một người sao tôi muốn ông chữa trị cho bà của cô gái này câu nói cô anh đập tan suy nghĩ của cô anh đang giúp cô sao nhưng ông bác sĩ quay lại nhìn cô ông thấy phiền sao? anh nhướng mắt nhìn ông bác sĩ, không 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 phiền nhưng mà cô ta chưa trả hết tiền. ngay câu trả lời của ông bác sĩ thì anh nhếch mép, tôi sẽ trả. anh nhìn cô, tôi tôi sẽ đi ngay. ông bác sĩ ra khỏi phòng, anh đi lại đỡ cô đứng lên. sao anh lại giúp tôi? ánh mắt của anh lúc này nhìn ông bác sĩ làm cho người khác hoảng sợ. tôi không giúp em mà tôi giúp cho bà của em. anh ghé sát vào tay cô. Anh, anh muốn tôi làm gì? Cô ngây thơ nhìn anh. Trở lại nhà tôi và ngoan ngoãn làm tống phu nhân. Cái gì? Tống phu nhân? Cô có nghe lầm không? Muốn làm phu nhân dễ như vậy thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa kết hôn? Hay là anh đùa với cô? Hay là đang lừa gạt cô nhưng cô có gì để lừa gạt chứ? Thật tỉnh đi y y, mày đang mơ đó. Tôi, tôi mới có 17 tuổi thôi đó. Nghe câu trả lời ngốc nghếch của cô, anh bật cười. Tôi có nói sẽ kết hôn với em sao? Anh nghiêng đầu qua một bên nhìn cô. Sao? Anh bảo cô làm phu nhân mà nói là không muốn kết hôn. Vậy là sao? Em đang nghĩ, chúng ta không kết hôn thì làm sao mà em làm tống phu nhân được có đúng không? Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Cô nghe được câu nói của anh thì giật mình. Sao anh biết? Cô ngây thơ nhìn anh. Em ngốc quá. Anh xoa đầu cô. Tìm anh bỗng đập nhanh hơn bình thường. Nó bị gì vậy? Chẳng lẽ anh yêu cô gái này rồi sao? Không được, không thể nào Nhưng tại sao không thể Cô đáng yêu như vậy cơ mà Nếu lỡ giúp rồi Thì anh giúp tôi một chuyện nữa được không? Vì đang nhờ bà anh Nên cũng không dám nói lớn Chỉ dám nói ly nhí trong miệng Em nói đi, sau này không cần ngại như vậy đâu Anh nhét hai tay vào túi quần Có vẻ rất thành thơi nhìn cô Chuyện là tôi lớn lên Trong cô nhi viện lúc trước thì hay có các mẹ thường quân đến hỗ trợ tiền để giúp chúng tôi nuôi các em nhỏ, nhưng mà hai năm trước không biết tại sao họ lại không giúp chúng tôi nữa. Cho nên bà tôi và các cô trong đó phải làm bánh ra chợ bán, còn tôi phải nghỉ học để đi làm thêm nuôi các em. Khoảng 5 năm trước có một em trai bị bệnh nặng nhưng chúng tôi không đủ tiền chữa trị, nên bà tôi phải đi vay tiền. Tháng sau đến hạn trả nhưng tôi không có tiền. Nếu không trả cho họ thì chúng tôi sẽ phải rời khỏi cô nhi viện. Đôi mắt cô đã long lanh như sắp khóc. "Vậy sao? Em kể cho tôi nghe để làm gì?" Anh không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt của cô, nhưng anh trêu cô chưa chán. "Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng xin anh giúp tôi được không?" Cô khuỵu gối xuống, chắp tay trước ngực. "Em làm gì vậy? Đứng lên đi. Tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ giúp em mà. Ngoan đừng khóc." Anh đỡ lấy cô, lau nước mắt đang lăn trên má của cô, anh ôm cô vào lòng, tay phải đặt lên đầu cô như đang trấn an cô. "Thật không?" Cô hít một cái rồi ngước mặt lên nhìn anh. "Ừ." Câu trả lời của anh làm cô động lòng, cô lấy hai cánh tay của mình ôm anh thật chặt. "Có phải cô đã yêu anh rồi không?" Tháng sau, anh cùng cô về cô nhi viện, hôm nay cũng là ngày bọn giang hồ đến để lấy tiền. Anh đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp cô mà. Suốt một tháng qua cô lúc nào cũng bên cạnh anh vì nó làm cho anh vui. Anh không ép cô lúc nào cũng phải ở bên mình, có lúc anh thấy cô ngồi một chỗ, có vẻ như cô đang rất buồn nên anh không làm phiền cô, mà cho cô về chăm sóc các em và bà cô, hoặc anh sẽ đưa cô đi chơi. Còn bà cô thì đã xuất viện từ tuần trước, bà cô bây giờ không còn trở ngại gì về sức khỏe nữa hết. Xém quên ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của cô anh có tặng quà đặc biệt gì cho cô không ta? Mấy đứa à? Cô cầm hai vỏ đầy bánh chạy vào nơi các em đang vui chơi. Anh chị, chị Y kìa. Một cậu bé chỉ tay về phía cô rồi chạy vào nhà bếp. Cô ơi, bà ơi, chị Y Y về kìa. Cậu bé chạy vào bếp kêu dì Lam và bà cô cùng các cô giáo khác. Họ chạy ra ngoài thì thấy một đám con nít đang vây quanh cô. Kế bên cô có một chàng trai cao to, đẹp trai, đang ngồi trầm hỏng phát bánh kẹo cho các em nhỏ, nhìn từng đậm tác, cử chỉ giao tiếp với các em, thì họ đã nhận ra rằng anh rất yêu trẻ con. Y y, con về rồi. Bà cô giang tay đi về phía cô. Bà, cô cũng giang tay chạy về phía bà mình. Còn nhớ bà chết mất bà ơi. Cô xả vào lòng bà làm nũng. Ôi, chán cũng nhớ chị chết được chị ơi mở cậu bé mặc chiếc áo đỏ chạy lại ôm chân rồi cả cả mặt mình và đôi chân trắng nõn của cô khiến giờ không khí trở lại đáng băng. anh đang cảm thấy ganh tị với cậu bé kia. anh đã chịu đựng cả tháng nay rồi nhờ cậu bé mà sự chịu đựng của anh trở nên vô ích. anh liếc cậu bé, cậu bé liếc anh. anh trừng mắt một cái, cậu bé liền trở thành con mèo ngoan ngoãn bỏ tay và mặt ra khỏi chân cô. cô nhìn anh rồi phì cười. Anh lúc này thật đáng yêu Trời ơi vào trong đi rồi nói chuyện nào Dì làm dập tắt bầu không khí căng thẳng Kêu mọi người ngồi vào trong Cậu ngồi xuống đi Dì Lam đưa tay ra ý mời anh ngồi xuống Vâng Anh như một chú mèo nhỏ trước người nhà của cô Cảm ơn con đã giúp đỡ bà và các cháu ở đây Nếu như không có con thì bà già này không xong rồi Bà cô nắm tay anh Dạ không có gì đâu Sớm muộn gì mình cũng trở thành người một nhà mà Cô đang cười tươi Nghe câu trả lời của anh làm cho đứng hình Cái gì cô mà người một nhà Mọi người nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô mà phì cười Chú ơi chú Một cô bé dễ thương chạy lại Nằm lấy tay áo của anh lay anh Chú sao Anh ngớ ngác chỉ tay vào mặt mình Chú Cô ôm bụng cười đến đau cả bụng Này cô bé dễ thương Bộ anh giả lắm hay sao Mà em gọi anh là chú anh nựng má cô bé Dạ Anh ra chơi với con đi Cô bé chu mỏ nhìn anh Con nít thật ngây thơ mà Khoan đã Cách xưng hồ của cô bé làm anh bật cười Được đi thôi Anh cười rồi bế cô bé lên Wow Anh cười thật đẹp trai nhá Nó không giống anh lúc làm việc chút nào Cậu ấy đúng là tốt thật Dĩ Lam nhìn theo bóng lưng của anh rồi nhìn cô Đúng vậy, Ý, ý con nên trân trọng cậu ấy biết chưa? Bà nhìn cô mỉm cười, cô không nói gì, chỉ biết cười trừ. Anh và cô chơi hết cả buổi sáng và buổi trưa. 4 giờ chiều anh và cô mới rời khỏi cô nhi viện. Trên đường về nhà cô im thiên thít không nói một lời. Nè, em sao vậy? Em không thấy khỏe à? Anh đưa tay sợ chán cô. Không, tôi không sao. Cô lấy tay anh xuống. À, mai là sinh nhật em rồi em muốn quà gì nói đi tôi sẽ tặng em anh cười tươi nhìn cô anh lúc nào cũng lạ lùng hà khác với người khác nhưng riêng với cô thì nhẹ nhàng dịu dàng để cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh không cần chiếc xe cũng mới vừa dừng lại cô xuống xe chạy thẳng lên phòng không nhìn anh dù chỉ một lần mặt anh dần biến sắc khi nãy và hiện tại như hai người vậy anh lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số rồi gọi. Xong chưa? Ánh mắt anh lạnh lùng, tàn nhẫn, không giống với ánh mắt anh nhìn cô chút nào cả. Rồi, giọng nói từ đầu dây bên kia được vang lên. Anh liền tắt máy đi vào nhà. Ông chủ, ông ăn tối không tôi dọn. Dì hạ lại gần anh, hơi cúi người. Không cần, dì mang cơm lên cho y y dùm tôi là được. Anh nói rồi đi lên phòng. Di Hà thở dài cảm thấy tội cho cô Ở cạnh một người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn Xem có Quan trọng hơn cả mạng người gì Cũng không thể làm gì Ngoài có mong ông trời sẽ bảo vệ cho cô Khỏi cơn tức giận của anh Xuân một thoáng Cô ở bên cạnh anh ngày nào Anh cũng về nhà thật sớm để rồi Ăn tối cùng cô Chăm sóc, bảo vệ cô nhưng sau đó thì anh một mình đập phá hết tất cả đồ trong phòng của mình vì tính cách của anh rất kỳ lạ. Anh rất hay đập phá đồ, lúc anh tức giận thì không cần dao, súng, người khác cũng sẽ chết bởi ánh mắt độc ác, tàn nhẫn của anh. Cốc cốc cốc, tiếng cửa phòng của cô vang lên, cô không định đi ra mở cửa vì cô nghĩ người gõ cửa là anh. Không phải cô không muốn nhìn thấy anh, mà cô không biết nói gì khi gặp anh. Y y, là gì đây? mở cửa đi con. Lúc cô về nhà mọi người đều gọi cô là đinh tiểu thư. cô cảm thấy không quen vì nó quá xa cách nên cô đã nói với mọi người phải gọi cô là y y. Dì à, cô mở cửa rồi ôm lấy Dì Hà. Y vào trong ngồi xuống rồi nói con. Y đi vào ngồi xuống giường. cô co chân lại ngồi ôm lấy hai chân. Dì đem cơm lên cho con này, con ăn đi. Dì Hà cười rồi đưa mâm cho cô. cô nhìn mâm cơm có một cái chén, một đôi đũa cà chiên, canh măng, cà rốt xào và một ly sữa. Nhìn nó rất bình thường, nhưng toàn là món cô thích. Cô lắc đầu rồi tiếp tục co người lại. Ngoan, ăn đi con. Dì Hà nắm tay rồi đặt mâm cơm lên tay cô. Là anh ấy kêu gì đem lên cho con sao? Mắt cô dương dương. Ừ. Dì Hà thu mâm cơm lại rồi đặt qua một bên. Ông chủ tốt với con như vậy, sao con lại sợ cậu ấy? Dì Hà nắm tay cô Con có tư cách gì mà ở bên cạnh anh ấy chứ Con chỉ là kỹ nữ được anh ấy mua về thôi Cô cúi đầu xuống Lúc anh định đi qua phòng cô xem Cô có chịu ăn không Thì thấy dì Hà đang ngồi đó Nên anh không đi vào Mà đứng ngoài cửa xem cô và dì Hà đang nói gì Con ngốc quá Ông chủ yêu con Cho dù con có ra sao Thì cậu ấy vẫn yêu con Biết chưa Di Hà sờ đầu cô Cô lắc đầu rồi tiếp tục co người lại Dì hỏi con có có cảm giác gì với ông chủ không Ví dụ như là con thích cậu ấy vậy đó Dì Hà nhìn cô có vẻ như dì đang rất mong chờ câu trả lời của cô Anh đứng ngoài cửa cũng đang rất muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào Con... Con không có Câu nói của cô rất ngắn nhưng đủ làm trái tim của anh tan vỡ Đôi mắt anh đẫm nước anh khóc thật rồi anh không đóng cửa mà chạy đi con chỉ cảm thấy mỗi lần gần gũi với anh ấy tim con đập rất nhanh con không còn thấy sợ anh ấy như trước nữa còn cảm thấy rất an toàn khi ở bên cạnh anh ấy cô nói rồi đôi mắt cô sụp xuống con gái ngốc con yêu ông chủ rồi dì hà phì cười xoa đầu cô cô ngạc nhiên mở to mắt mình yêu anh ấy thật rồi sao thật sao Dì Hà lắc đầu rồi ra khỏi phòng để lại cô đang ngơ ngác. Hôm sau cô thức dậy rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh. Y y, con làm gì vậy? Dì Hà thấy cô loay hoay trong bếp thì chạy lại. À, con nấu bữa sáng cho họ văn. Cô cười tươi nhìn dì Hà. Cậu chủ đã ra khỏi nhà từ sớm rồi. Con gái lớn của dì Hà đang lau nhà ở tầng trên thì đi xuống. Anh ấy đi rồi sao? Cô đang vui mừng nghe câu nói đó thì mọi thứ như sụp đổ. Hôm nay sinh nhật cô, mà anh không ở nhà đón sinh nhật cùng cô sao? Đột nhiên cô vui lên. Dì à, công ty anh ấy ở đâu vậy? Con sẽ đem cơm đến cho anh ấy. Dì Hà và con gái dì ngơ ngác nhìn nhau. 30 phút sau thì cô đã đứng dưới công ty của anh rồi. Cô đi vào trong. Chị à, cho tôi hỏi phòng của Hạo Văn ở đâu vậy? Cô đi lại quầy lễ tân hỏi thăm, cô không biết anh làm chức vụ gì ở đây nên nói đại tên anh hy vọng họ sẽ biết hai cô lễ tân ngạc nhiên lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên anh cô không sợ anh hay sao mà lại gọi thẳng tên anh như vậy xin hỏi cô là ai cô lễ tân nhìn cô cô là gì của anh chả nhẽ nói mình là người được anh mua về sao không được à tôi là giúp việc nhà anh ấy sáng nay anh ấy đi làm mà không kịp ăn sáng nên tôi đem bữa sáng đến cho anh ấy hai cô lễ tan mở tà ta mắt không lẽ anh cho phép giúp việc gọi thẳng tên mình sao họ không tin cô định hỏi thêm lúc đó trịnh kiên tên quản lý của anh đi tới đinh tiểu thư cô đến đây có việc à trịnh kiên đi lại chỗ cô đang đứng tôi mang bữa sáng đến cho anh ấy cô đưa chiếc cà men lên cô đi theo tôi à mà hai người nhớ kỹ cô ấy là người của tổng tài hai cô tốt nhất đừng đụng vào người của tổng tài sao hai người họ chết chắc Trịnh Kiên đưa cô lên tầng cao nhất là tầng 30. Trịnh Kiên đi vào đưa tài liệu cho anh còn cô đứng ngoài cửa đợi. Này, Trịnh Kiên đập hồ sơ xuống mặt bàn. Cậu chán sống sao, sao? Anh trợn mắt nhìn Trịnh Kiên. Ờ, cậu, cậu ký đi. Trịnh Kiên sợ hãi chỉ vào chỗ cần ký cho anh. Anh ký xòe xòe rồi đưa cho Trịnh Kiên. Anh thấy Trịnh Kiên vẫn đứng đó thì nhăn mặt. Sao còn chưa đi? Trịnh Kiên giật mình. Ờ, có người đến tìm cậu đang đứng ngoài cửa đó Trịnh Kiên đi ra ngoài làm dấu cho cô đi vào Cô gật đầu rồi mở cửa đi vào Căn phòng to thật Tất nhiên nó là phòng làm việc của tầm tài Sao mà không to được chứ Ánh mắt cô dừng lại trên người anh Anh đang chăm chú làm việc Nên không để ý đến cô Điều đó không có nghĩa là anh không biết cô đi vào Cô thể anh không để ý đến mình Thì chủ động nói chuyện trước Sáng nay anh đi làm sớm vậy Chắc anh chưa ăn sáng đâu tôi mang bữa sáng đến cho anh này cô đi lại bàn làm việc của anh đặt cá men lên bàn anh vẫn vậy vẫn tập trung làm việc không để ý đến cô cô buồn lắm thật sự rất buồn nhưng nỗi buồn của cô làm sao ta bằng nỗi buồn của anh suốt một tháng ở bên cạnh cô nhưng cô không mở miệng nói với anh lời nào cô biết anh đã ra ngoài tìm người phụ nữ khác để giải quyết anh cứ nghĩ đi lúc đó hơn lúc cô ngủ thì cô sẽ biết nhưng mà anh chưa nghĩ sâu xa làm sao cô có thể ngủ ngon ở một nơi xa lạ như thế này? Hiện tại cô đang mặc một cái áo hai dây, một cái chân váy và một cái áo khoác. Cô cởi áo khoác ra, sau đó cô kéo khóa chân váy làm nó lỏng la, rồi tự tủa xuống. Cô tự cởi chiếc áo hai dây mình đang mặc ra. Anh không thể tập trung làm việc khi có cô ở đây. Anh bỏ bút xuống trước, ngước mặt lên, anh định bảo cô đi về, thì lại nhìn thấy cô không mặc quần áo. Anh ra khỏi bàn làm việc, đi khóa cửa phòng lại. Khóa xong, anh quay đầu lại nhìn thấy tấm lưng trần gợi cảm và cặp mông căng tròn. Anh thật sự không chịu nổi nữa, hôm nay anh nhất định sẽ ăn sạch cô. Em làm gì vậy? Mặc dù rất muốn nhưng anh cố kiềm chế mà hỏi cô. Em... Cô không biết phải nói như thế nào. Nếu anh không làm gì cứ nhìn cô thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất Em đang quyến rũ tôi sao? Anh tiến lại gần cô, anh thật sự hết kiên nhẫn rồi Anh từ từ đã Cô buông hai tay Dùng hai tay để trước ngực anh cố gắng đẩy anh ra Nhưng vô ích Cô làm sao mà mạnh bằng anh được Anh định kéo cô về phía mình Dùng môi khóa chặt hai cánh môi của cô Chỉ mấy phút Mà cô đã thích nghi được Với sở thích của anh Cho dù cô thích rất thích Nhưng cơ thể cô làm sao chịu được Cô ngất đi Thật sự cô không muốn ngất đâu Cô còn chưa thỏa mãn mà tại cơ thể cô không nghe lời Anh mặc quần áo lại cho cô Anh cũng mang lại quần áo Nhưng ở trên để anh chỉ mặc cái áo vest Và cái áo sơ mi Anh xé rồi còn đâu Anh bế cô ra khỏi phòng làm việc Rồi kêu bà lao công Và dọn dẹp phòng anh Anh bế cô ra xe trước sự ngỡ ngàng Của hàng trăm nhân viên Họ thắc mắc Người phụ nữ đó là ai Mà anh lại từ một người lạnh lùng lãnh khóc Trở nên ân cần và dịu dàng Cô ngất tận 11 tiếng sau mới tỉnh lại Giờ đã là 21 giờ Đây là đâu? Cô tỉnh lại trong căn phòng đầy hoa hồng và nến Anh từ ngoài đi vào Trên tay cầm một cái bánh kem Kỳ lạ Chiếc bánh rất nhỏ chỉ bằng cái chén Cầm tỷ anh phá sản rồi sao? Sao anh nghèo quá vậy? Chúc mừng sinh nhật em Anh đưa chiếc bánh lên Trước mặt cô ra dầu bảo cô thổi nến Cô ngoan ngoãn thổi tách cây nến anh lấy cây nến ra, đưa cái bánh và cái thìa cho cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn cô. Cô lại ngơ ngác nhìn anh. "Em ăn đi." Anh khoanh tay trước ngực cô. Cô vâng lời anh, ăn cái bánh kem. Ăn gần hết cái bánh thì coi thấy trong miệng mình có cái gì đó. Cô nhả ra tay. Nó lấp lánh giống như kim cương vậy. Không sai, đó chính là chiếc nhẫn kim cương anh đi lại cầm lấy chiếc nhẫn quỳ xuống bằng một chân chiếc nhẫn đưa lên trước mặt cô làm vợ anh nhé cô không biết chuyện gì đã và đang xảy ra cô ngớ ngác nhìn anh ừ cô mỉm cười gật đầu anh đứng dậy ôm chầm lấy cô không giấu được niềm vui anh đã rơi nước mắt là giọt nước mắt hạnh phúc anh hỏi em cái này anh buông cô ra hai tay vẫn để trên vai cô cô ngước nhìn anh chuyện hôm qua em nói với di hà là sao lại đã đôi mắt lạnh như băng đó anh nghe lén à vẻ mặt cô ngạc nhiên nhìn anh anh nghe gì rồi cô lấy tay anh ra khỏi vai mình anh nghe di hà hỏi em có thích anh không em bảo là không anh quay mặt đi chỗ khác anh ngốc quá anh chỉ mới nghe được một nửa thôi cô phỉ cười anh ngơ ngác nhìn cô không tin anh cứ hỏi di hà đi cô lại ngồi xuống giường nhìn anh anh lắc đầu rời nhếch mép nhìn cô tiếng chung điện thoại anh lại vang lên ông chủ ơi một tiếng cậu nhóc vang lên có gì nói ông chủ nghe rất rất yêu trẻ con anh rất yêu trẻ con nghe được giọng nói trẻ con thì anh lại rất vui ông ơi có cô gì đó tìm ông ở nhà nè chủ nhân của giọng nói hồn nhiên ấy chính là cháu trai của dì hà anh vừa rút cầu thì bên kia có một giọng nữ vang lên tôi đây chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng đủ để anh biết ạ à, ta là ai anh tắt máy rồi nắm tay kéo cô đi khoan đã văn cô không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ sau một cuộc điện thoại mà anh trở nên tức giận rốt cuộc là chuyện gì chứ anh về đến nhà đã mắt khắp nhà như đang tìm cái gì tìm tôi sao từ trong phòng cô đi ra là một cô gái xinh đẹp quyến rũ với chiếc đầm cúp ngực ôm sát người Ai cho cô vào phòng cô ấy Anh quát cô gái đó Anh à bình tĩnh đi Tay cô đặt sau lưng anh Một tay còn lại vuốt ngực anh Ồ oh, đây là cô kỵ nữ Mà anh đã đưa về nhà sao Cũng không tệ nhỉ À ta nhếch mép Cuộc câm mồm cho tôi Anh định bước lên lầu Thì có một cậu nhóc Thì có một cậu nhóc Từ trong phòng cô đi ra Mama Cậu nhóc ôm một con robot còn robot đó là móc đồ chơi anh thích nhất đó cũng chính là món quà cuối cùng bố anh đã tặng cho anh anh quý hơn cả mạng sống của mình ả à ta chính là vợ cũ của anh năm năm trước anh đã gặp ả à ở một cửa lắp ả đã đến nhà khóc lóc với mẹ anh mẹ anh bắt anh phải chịu trách nhiệm bằng cách cưới ả à. họ đã kết hôn nhưng anh chẳng hề yêu ả à. trước khi kết hôn thì ả à đu anh như sam sau khi kết hôn thì ả à đi sớm về khuya Anh à nói không đầu đuôi với anh anh bận và đi công tác một tuần anh vừa đi được hai tiếng thì ả à đã cùng tình nhân lăn lộn trên giường của anh sắp cất cánh thì anh mới nhớ anh đã bỏ sắp tài liệu chuẩn bị để họp với khách hàng nên anh về nhà để lấy kết quả anh thấy được cảnh tượng mà ả à cả đời không muốn anh thấy ả à cầu xin anh tha lỗi cho ả à, nhưng anh nào đâu để ý anh ký giấy ly hôn cho ả à một số tiền rồi đuổi ả à ra khỏi nhà bây giờ anh đang rất hạnh phúc thì ả à ta quay về để làm gì chứ nói đi cậu nhóc thì chạy quanh nhà chơi anh bảo cô lên phòng còn anh với ả à ta thì ngồi xuống sofa nói chuyện thằng bé là con của anh ả à ta nhìn anh là con tôi hay là con của cô với thằng tình nhân đó anh liếc ả à ta, anh ả à ta tức giận đứng dậy. Mama Tiểu Thiên buồn ngủ, cậu bé chạy đi lắc tay ả. À. Ồ oh, Tiểu Thiên ngoan, Mama đưa con đi ngủ ha. Ả à, ấm cậu nhóc đi được hai bước thì anh quát, đứng lại. Anh đứng dậy đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Anh à, cô nghe giọng của anh, có vẻ anh đang tức giận, thì cô tử phòng bước ra. Hay để họ ngủ ở lại đây đi. Cô bước ra thì con tức giận chồng anh như biến mất. À ta thấy, thì đi về hướng phòng cô. À ta liếc cô một cái rồi bước vào phòng. Vậy tối nay em ngủ ở đâu? Cô xuống lầu. Em qua phòng dành cho khách ngủ cũng được. Cô khó xử nhìn anh. Tối nay, em qua phòng anh ngủ đi. Cô nghe anh nói thì giật mình, nhưng từ chối thì chắc chắn anh sẽ giận. Chỉ đêm nay thôi mà. Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm Thì thấy cô đang nằm trên chăn Rồi cuộn lại như cục kim bắp vậy Em làm gì vậy? Sợ anh làm gì em sao? Anh ngồi xuống giường Không, không có Cô bị nói chúng tim đen liền giật mình Thế sao em lại quấn lại như vậy? hay da, sao tự nhiên anh thèm kim bắp quá vậy hả? Nghe anh nói Cô liền cảm thấy anh đang ám chỉ Liền lan sang một bên cả người cô hiện ra cô nằm bên phải để trống bên trái anh kéo chăn đắp lại trao cô rồi nằm xuống anh à cô gái đó là ai vậy thấy anh im lặng cô liền hỏi em ghen à anh quay người qua bên phải để đối mặt với cô không có em chỉ là muốn biết thôi sao nãy giờ cô nghĩ gì anh cũng biết hết vậy anh làm nghề bói toán sao cô ta là vợ cũ của anh năm năm trước anh và cô ta đã kết hôn cô ta đã ngoại tình cho nên anh ly hôn và đuổi cô ta ra khỏi nhà chỉ vậy thôi ánh mắt cô tử sớm đã long lanh vậy cậu bé đó thì sao cô đang trông chờ câu trả lời của anh mong anh nói cho cô đó chỉ là hiểu lầm cô ta nói đó là con anh nhưng anh không tin câu nói của anh kết thúc cô liền quay người sang hướng khác để anh không nhìn thấy cô khóc anh vòng tay qua ôm eo cô lại giờ đây gương mặt cô đã đẫm nước mắt sáng hôm sau cô thức dậy nhưng không thấy anh đâu cô chợt nhớ lại chuyện hôm qua rồi lấy tay xoa xoa chiếc nhẫn hôm qua anh đã tặng cho cô cô đi xuống lầu thì thấy ả à, ta đang thành thơi ngồi đọc tạp chí thời trang chẳng thấy cậu bé đâu chắc cậu bé còn ngủ cô tìm văn sao anh ấy đã đưa tiểu thiên đi chơi rồi cô đi vào vòng mình lấy túi sách đột nhiên cô cảm thấy mắc ói cô liền chạy vào nhà tắm ói đến xanh cả mặt mày cái gì không phải anh nói cậu bé không phải con anh sao sao anh lại dẫn cậu bé đi chơi cô rửa mặt rồi ngước lên nhìn vào gương bà gì của cô đã hai tháng rồi không đến cô lại cảm thấy mắc ói với lại dạo này cô cảm thấy cơ thể rất khó chịu có khi nào cô có thai rồi không cô lấy túi sách rồi chạy ra khỏi nhà khi xuống cầu thang, cô không quên nói với Di Hà là cô đến cô nhi viện để khi anh về Di Hà biết mà nói với anh. Cô chạy đến tiệm thuốc mua một cái que thử thai, sau đó cô đến một cái toilet công cộng để thử kết quả hai vạch đỏ lần lượt hiện lên. Cô có thai rồi sao? Cô có nên nói cho anh biết không? Cô không vui như những người phụ nữ khác khi họ có thai thì la toáng lên, còn cô thì đôi mắt ngấn lệ. Vợ cũ con của anh đã quay về liệu anh có còn cần cô và đứa con này nữa không ngày hôm đó có mưa mưa rất lớn nhưng tại sao cô lại không trú mưa mà lại lội bộ dưới mưa chứ cô không sợ con mình không khỏe sao anh về nhà nghe gì hà báo lại thì lật đật chạy đến cô nhi viện mọi người bảo cô không có đến du cụ cô đi đâu khi trời đang mưa như thế anh chạy xe chậm chậm nhìn hai bên đường từ cô nhi viện về nhà để tìm cô anh thấy bóng lưng của cô rồi Anh cảm thấy đau lắm Nhưng sao cô lại đi mộ dưới trời mưa chứ Chợt cô cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, Cả bầu trời nước mắt trở nên tối dầm lại Cô ngã xuống đường Cô ngất Cô ngất thật rồi Anh vội dừng xe Rồi xuống xe bế cô lên xe Trên đường về anh gọi cho bác sĩ Dương đến nhà anh Nè Cô ấy sao rồi Bác sĩ Dương cho cô rồi đứng dậy Cô ấy có thai rồi Cô ấy ngất là do lội bộ dưới mưa quá lâu Với lại hình như cô ấy bị áp lực gì đó nên mới dễ ngất như vậy Cậu liệu mà chăm sóc cho cô ấy tốt một chút Bác sĩ Dương dịnh vai anh Ừ, anh gật đầu Anh và bác sĩ Dương là bạn thân từ hồi cấp 2 đến đại học Thì họ tách ra bởi mỗi người họ đều có ước mơ riêng Sau này anh mời bác sĩ Dương về làm bác sĩ riêng cho nhà của mình Cô tỉnh lại anh thấy vậy thì ngồi xuống cạnh cô Nè Em có thai rồi đó Em có biết không hả Anh hôn nhẹ lên trán cô Ừ Cô chấp mắt một cái rồi quay đầu sang hướng khác Em biết vậy tại sao em có đi dưới mưa Để làm gì mà Để đến nỗi ngất như thế chứ Cô quay lại nhìn anh Em muốn bỏ cái thai này Em nói gì Anh nhăn mặt đứng dậy Em nói em muốn bỏ cái thai này cô chống hai tay xuống giường nhìn anh em không thương con sao anh xuống giọng tôi muốn tự do cô nhếch mép được em muốn tự do đúng không chỉ cần em sinh con sau khi sinh xong tôi sẽ cho em tự do anh cắn môi gật đầu nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng anh đi ra cửa tự nhiên quay lại giường nhìn cô em mà dám bỏ cái thai này tôi thì sẽ khiến cho cả cái cô nhi viện và bà em sống không bằng chết. Anh bóc cầm cô, nước mắt cô rưng rưng. Anh đi ra ngoài đóng cửa cái rầm khiến cô giật cả mình, cô ướt ức vào quấu cái chăn. Từ đó anh bảo cô một mình trong phòng. Cô thấy điệu bộ lúc nãy của anh có lẽ anh đang rất tức giận, cô xuống giường đi tìm anh để xin lỗi. Cô đi tìm hết phòng rượu, đến phòng làm việc mà cũng chẳng thấy anh đâu. Cô định đi lại cầu thang xuống nhà dưới tìm anh, nhưng khi đi ngang phòng ngủ của cô thì nghe thấy tiếng con nít cười. Cô đi lại rồi đẩy cửa vào, đủ để cô nhìn thấy người đàn ông đang đùa giỡn với một cậu nhóc. Họ chiều đùa rất vui vẻ giống như cha con vậy. À phải rồi, họ là cha con mà, cô bị làm sao vậy? Cô nhìn sang góc bên kia giường thì trợn mắt, há hốc mồm. À ta không biết xấu hổ mặc một chiếc đầm ngủ ren ngắn hai giây ả ta nằm nghiêng một bên bầu ngực của ả ta cũng vì vậy mà lộ ra gần hết ả ta nhìn thấy một con mắt của cô đặt ở khe cửa thì nhếch mép tay ả đặt lên vai anh anh à tối nay anh ở đây với em nhé ả ta vuốt ngực anh anh không nói gì chỉ chớp nhẹ đôi mắt rồi gật đầu cô đóng nhẹ cửa lại cô lấy tay che miệng rồi chạy về phòng của anh nước mắt của cô không ngừng rơi anh nhìn ra cửa thấy cánh cửa đã đóng thì anh hất tay ả ra đứng dậy rồi đi ra ngoài anh biết cô đang đứng ngoài cửa nhưng sao anh lại làm vậy sao anh lại tổn thương cô chứ anh đi ra ngoài để lại ả ta về vô số sự phẫn nộ ả tức giận ả căm ghét cô mày đợi đó rồi tao sẽ lấy lại những thứ mày đang có những thứ gì của tao mãi là của tao còn thứ gì của mày phải là của tao mày cứ đợi đó Ả à ta như người bị điên, ngước mặt lên trời há miệng cười phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của ban đêm. Mama đừng làm vậy, tiểu thiên sợ. Mắt cậu nhóc đỏ hoe, nước mắt cứ thế chảy xuống, tay cậu bé lay lay tay ả. À. Mama cái gì, mày câm lại cho tao. Ả à gỡ tay cậu bé ra, rồi quát vào mặt cậu bé, bỗng dừng, ả à giật mình rồi bụng miệng lại. Anh ghé ngang qua phòng rượu lấy một chai whisky với một ly rồi đi lên phòng làm việc. Anh khóa trái cửa, ngồi xuống bàn, anh móc điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi. Gì vậy? Tối rồi mà cậu cũng không để yên là sao? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Ngoài trịnh kiên ra thì còn ai dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu đó? Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Anh nâng ly rượu lên, lắc qua lắc lại, cái gì cơ? tôi có nghe nhầm không vậy? cậu là đang nhờ tôi sao? Trịnh Kiên nghe anh nhờ thì trở mặt ngay. Ừ, sáng mai cậu đến nhà tôi đi, rồi nói. Trịnh Kiên chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Sáng hôm sau cô xuống bếp để ăn thì thấy à đã ngồi ở trên ghế của cô. À thấy cô xuống thì nhếch mép rồi liếc cô. gì hả? con đi ra ngoài một chút đôi mắt cô đượm buồn nhìn dì hà rồi đi ra ngoài cô đứng dậy ngay cho tôi thấy cô đi rồi anh quay qua quát ả à. ai cho cô ngồi ghế của y y thấy ả à vẫn ngồi đó như không nghe gì thì anh đứng dậy giật cái ghế làm ả à ta té xuống sàn anh ả à ta chừng mắt nhìn anh cậu nhóc cảm thấy sợ ánh mắt của ả à thì tót xuống ghế Mama có sao không vậy cậu nhóc đặt tay lên vai ả à. Mà mà không sao đâu Ngoan Ả à, ngước đầu nhìn cậu nhóc Đột nhiên anh bước tới ấm cậu bé lên Rồi đi ra xe Bỏ lại ả à ta ngơ ngác Đi tới bệnh viện đi Trịnh Kiên đã ngồi sẵn trên xe đợi anh Vâng ông chủ Thấy không khí căng thẳng Thì tài xế lên tiếng Đến bệnh viện Thì Trịnh Kiên nắm cậu nhóc xuống xe Rồi nắm tay dắt cậu nhóc Vào phòng làm việc của bác sĩ Dương Đây là tóc của tôi anh ngồi xuống ghế rồi lấy trong túi áo ra một bịch ni lông nhỏ bên trong để tóc của anh. Anh không thích ai cắt tóc của mình nên anh đã lấy nó trên chiếc lược chải tóc của mình. Ừ, nhóc lại đây chú trao kẹo này. Bác sĩ Dương cầm một cây kẹo ngoắc cậu nhóc lại chỗ mình. Dạ. Cậu nhóc thấy kẹo thì mắt sáng rực, chạy lại dùng hai tay cầm lấy cây kẹo trên tay bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương nhấn lúc đó cầm câu kéo cắt một ít tóc trên đầu cậu bé rồi bỏ vào một bịch ni lông nhỏ. Bác sĩ Dương lấy ra hai tờ giấy nhỏ viết tên của anh và cậu nhóc rồi dán lên cái bịch để tóc của hai người. Sau đó, bác sĩ Dương bỏ vào bọc hàn rồi đi ra ngoài cùng với anh. Cha cậu cũng chưa ăn sáng, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi? Bác sĩ Dương dịnh vai anh. Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Sau khi ăn sáng thì anh bảo tài xế đưa anh và Trịnh Kiên đến công ty sau đó chở cậu nhóc về nhà. Tới đó, anh, à, và cậu nhóc ăn tối xong, nhưng anh vẫn chưa thấy cô xuống thì ra dấu bảo dì Hà mang thức ăn lên cho cô. Cô đang trong phòng giáp chìm và giấc ngủ thì tiếng điện thoại của cô vang lên. Alo, giọng cô ngắn gọn nhưng đủ để người nghe biết là cô đang rất buồn. Cho hỏi cô có phải y y không? Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên là một giọng nói nam. Phải Cô mệt mỏi trả lời Có người phụ nữ trung niên bị tai nạn giao thông Tôi không tìm thấy cái gì trên người bà ấy Ngoài số điện thoại này cả Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh Hình như người kia đã tập luyện rất kỹ Anh làm ơn nhắn địa chỉ cho tôi Tôi sẽ tới liền Cô xuống giường đi thay bộ quần áo Rồi mở cửa đi ra ngoài Đúng lúc dì Hà chuẩn bị cơm xong Vừa đi đến cửa thì cô đã hớt hà hớt hải chạy ra không nhìn đường mà đụng vào dì Hà, làm chén bát đều rơi xuống đất, phát ra âm thanh rất chói tai nhưng lại rất thu hút người khác. Anh và ả à đang ăn, nhưng nghe âm thanh chói tai kia đều phải ngước đầu lên nhìn. Anh thì vẫn lạnh băng, còn ả à ta như một thói quen mà nhìn cô rồi nhếch mép. Con xin lỗi gì, con đang có việc, dì dặn giùm con. Cô đỡ dì Hà dậy rồi chạy ra cửa. Cô không thèm quay đầu nhìn anh mà một mạch chạy ra ngoài cổng thì không thèm quay đầu nhìn anh. Cô chạy đến địa chỉ mà người kia nhắn cho cô. Nó không phải là xa lộ có nhiều xe qua lại, mà là một nơi vô cùng ít người, những nhà xung quanh cũng tắt đèn đi ngủ cả rồi. Cô nghe tiếng bước chân sau lưng thì quay lại. Ông là ai vậy? Một người đàn ông béo lùn tiến lại gần cô. Mày là y đúng không? Tên béo lùn tiến lại nâng cầm cô lên, Bà của mày không có ở đây đâu, đừng tìm. Cô hoảng hốt lùi về sau. Mày có bao nhiêu tiền móc hết ra đây cho tao? Lời của tên đó như mệnh lệnh khiến cô phải làm theo. Cô sở tay vào túi quần thấy gì đó nổi lên, cô móc ra là tiền tận 2 triệu lận. Sao nhiều vậy chứ? Cô nhớ lại mình có làm gì có nhiều tiền như vậy, số tiền này từ đâu mà có? Cô đưa hết tiền cho tên béo đó, tên béo lại tiến ôm cô, hắn còn hôn cô, sau đó hắn bỏ đi để lại cô một mình sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Hình ảnh cô đưa tiền cho hắn, hắn ôm, hắn hôn cô đều được thu lại trong một máy ảnh của một người đàn ông đứng sau bức tường gần đó. Cô trở về nhà thấy anh ngồi trên ghế, người đầy sát khí cô không dám lại gần mà đi thẳng lên phòng. Đứng lại đó, cô đang đi thì bị anh kêu lại, cô dừng một chút, đi lại ghế. Có chuyện gì? Gương mặt cô buồn bã. Coi đi, anh đưa điện thoại của mình cho cô Cô đứng hình khi nhìn thấy trong điện thoại Là một nam một nữ đang hôn nhau Kéo qua Là hình ảnh người nữ đưa tiền cho người đàn ông Hai người đó không ai khác chính là cô Và người đàn ông lúc nãy Cái này Mắt cô đỏ hoe lắc đầu Anh kéo tay cô làm điện thoại của anh rớt xuống đất Cô thì ngồi trên đùi anh Tôi đang có thai đó Anh cúi xuống định hôn cô thì cô lấy tay che miệng lại Thấy anh im lặng không làm gì nữa Thì cô ngồi dậy Ra khỏi người anh Anh đứng dậy bỏ lên lầu Để lại cô đang sợ hãi À ta đứng trên lầu nhìn xuống Thấy hết cảnh tượng nãy giờ của anh và cô À tức giận Sau ngày hôm đó Thì cô luôn nhốt mình trong phòng Ba bữa gì hà đều đem vào phòng cho cô Y tá thường hay lui tới để chăm sóc Và hướng dẫn cho cô một số bài tập Để cô dễ sinh bên ngoài xảy ra chuyện gì cô căn bản không biết gì hết. hàng đêm anh đều ghé qua phòng cô nhưng cô không biết bởi lúc đó cô đã ngủ. anh còn mua cả quần áo, tã giấy, phấn, sữa, sữa tắm cho em bé, nôi, xe cho con của họ nhưng anh không đem về nhà mà đem đến một căn biệt thự của anh ở ven biển. tiếng hét chói tài của một người phụ nữ không ai khác đó chính là cô bác sĩ ra khỏi phòng mổ. Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh được một cậu con trai nặng 3,2 kg, nhưng do lúc mang thai cô ấy ít đi lại nên vì sinh khó mà cô ấy đã bị ngất khoảng 3 giờ sau cô ấy sẽ tỉnh lại. Bác sĩ thông báo rồi bỏ đi. Anh vui lắm, anh đang cười rất tươi. Chúc mừng cậu nhé. Bác sĩ Dương bồng con trên tay, đi đưa lại cho anh. Cảm ơn cậu. Anh dịnh phải bác sĩ Dương rồi bồng con mình tôi giúp cậu lo xong giấy tờ và làm việc với viện trưởng rồi bác sĩ dương vừa đưa bé con cho anh vừa nhìn anh cảm ơn cậu cậu đúng là bạn tốt của tôi anh nhìn bác sĩ dương cười tươi tất nhiên à nghe nói cậu có thuê người về nhà dạy cậu cách chăm sóc trẻ em à bác sĩ dương nở mũi nhìn anh ừ nhờ cậu chở tôi và bé con đến biệt thự ven biển được không bác sĩ dương gật đầu Cậu định đặt tên cho bé con là gì vậy? Bác sĩ Dương nhìn anh. Ừm, uhm, gì ta? À có rồi, Tống Hạo Khương. Họ vừa ra đến cổng thì dì Lam và bà của cô đi vào nhưng không thấy anh. À, ba đến rồi. Bác sĩ Dương chờ anh đến biệt thự ven biển, anh vừa bước xuống xe thì Tiểu Thiên chạy từ trong nhà ra ôm chân anh. Ngày đó anh phát hiện à đã lửa gạt anh thì đuổi à ta đi, nhưng anh thấy tiểu thiên tự nghiệp không có nhà cửa nếu ả à, ra tiểu thiên đi thì tiểu thiên sẽ rất cực với lại anh rất thích trẻ con nên đã đưa tiểu thiên ra biệt thự ven biển để ả à vi chăm sóc ngoan vào trong đi anh ngước mặt nhìn trong ý bảo là tiểu thiên vào nhà thôi cậu đưa hai đứa vào nhà đi tôi có việc ở bệnh viện nên về trước bác sĩ dương dịnh vai anh cậu nhớ có ai hỏi cũng không được nói tôi đang ở đây đó biết chưa Bác dĩ Dương không trả lời chỉ gật đầu rồi lên xe lại xe đi ông chủ Á Vi trong bếp chạy ra cúi đầu chào anh em còn nhỏ con nói lớn như vậy không tốt đâu Con biết chăm em mà đúng không anh đưa ngón tay lên trước miệng ý bảo Á Vi nhỏ tiếng Á Vi không nói gì chỉ gật đầu con bể em vào phòng để em ngủ đi mai sẽ có y tá đến chăm sóc em phụ con anh đưa tiểu cương cho Á Vi rồi quay sang ôm tiểu thiên Bà nhớ Tiểu Thiên quá Mặc dù Tiểu Thiên không phải con ruột của anh Nhưng anh lại yêu thương cậu bé như con của mình vậy Tiểu Thiên cũng nhớ ba Tiểu Thiên siết chặt bụng anh Con, con Sau 3 giờ đồng hồ Thì cô đã tỉnh lại Nhưng cô không thấy con mình đâu Mà chỉ thấy bà cô và dì Lam Con ngoan Con bình tĩnh nghe dì nói Hạ Văn đã đưa con của con đi rồi Dĩ Lam cầm tay cô Bà cô thì nói không nên lời Chỉ ngồi đó rời nước mắt Sao? Sao lại vậy chứ? Đó là con của con mà Nước mắt của cô đã giọt ngắn Giọt dài mà rơi xuống Ba ngày trước Khi con sinh hạo văn đã đến Cô nhi viện nói với dì Và bà của con Là con nói không cần con của con nữa Nên sau khi sinh con xong Hạo Văn sẽ mang con của con đi Dì Lam vừa nói vừa vuốt tóc cô Chắc là anh ấy về nhà Cô rút kiếm nước biển ra Cô chạy ra khỏi bệnh viện Bắt taxi về biệt thự trong thành phố Dì Lam và bà của cô cũng lên taxi về biệt thự với cô Dì Hà Cô chạy vào biệt thự Người đầu tiên cô nhìn thấy là dì Hà Ý y Dì Hà nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên Dì Hà cứ nghĩ Cô mới sinh xong thì phải ở bệnh viện chứ Dì Lam đỡ cô ngồi xuống ghế Dì Hà và bà cô cũng ngồi xuống Dì Hà con của con có ở đây không? Mắt cô đỏ hoe nhìn dì Hà Ông chủ đã được cậu chủ nhỏ và cả cậu chủ lớn đi rồi Từ hôm con sinh thì cậu chủ không về nhà nữa Dì Hà nắm tay cô Cậu chủ lớn, cậu chủ nhỏ, vậy người phụ nữ kia thì sao? Mắt cô khó hiểu nhìn dì Hà Ừ, lúc con mang thai thì toàn ở trong phòng nên làm sao con biết được Ông chủ cũng không nói cho ai biết Ông chủ đã đuổi cô ta đi Từ 6 tháng trước rồi Cả ba người khó hiểu nhìn gì hà 6 tháng trước Bố về rồi Tiểu tiên thấy anh về Thì chạy xuống cầu thang để ôm anh Lúc đang chạy xuống Thì vấp phải một hòn bi Nên bị té xuống cầu thang Tiểu tiên À từ trong phòng bước ra thấy tiểu tiên té Thì chạy xuống Mà gọi cấp cứu đi anh quát ạ à, thì lấy điện thoại gọi cấp cứu đến bệnh viện bác sĩ con trai của tôi sao rồi anh và ạ à thấy bác sĩ bước ra thì đứng lên cậu bé mất quá nhiều máu và bệnh viện của tôi đang thiếu máu bác sĩ tôi khẩu trang xuống lấy máu của tôi đi câu nói của anh khiến ạ à giật thót mình được bác sĩ đi trước anh đi theo sau họ đến phòng thử máu sau khi anh thử máu thì anh lại đếm trước cửa phòng cấp cứu chúng tôi rất tiếc nhưng máu của anh và cậu bé không phù hợp câu nói của bác sĩ khiến anh giật mình ông có chắc không vậy đó là con trai của tôi mà anh trừng mắt nhìn ông bác sĩ ông bác sĩ gật đầu anh liền chạy đi tìm à chạy một lúc thì anh thấy một người đàn ông người đó chính là người đàn ông chụp chung với cô trong tấm hình mấy tháng trước có người gửi vào máy anh nhưng mà cô gái đi bên cạnh anh ta là ai Nè anh kia Anh đi lại nắm tay anh ta Anh ta quay đầu nhìn anh Anh gọi tôi sao Người phụ nữ đi cạnh anh ta cũng quay qua nhìn anh Anh có phải người trong hình này không Anh mở điện thoại ra Anh sao lại Người phụ nữ đi cạnh anh ta cũng có vẻ tức giận Đúng là tôi Anh ta nhìn anh Ý anh là sao Anh không hiểu nổi anh ta nói vậy là sao Họ đi đến phòng bệnh của người phụ nữ đó Khoảng mấy tháng trước thì có một người phụ nữ nhờ tôi mà lúc đó tôi cũng cần tiền chữa trị cho vợ tôi nên tôi đã đồng ý mắt anh ta ngấn lệ anh cầm tiền này chữa trị cho vợ mình đi anh đưa cho anh ta một cái thẻ cảm ơn anh tôi cảm ơn anh nhiều lắm anh ta quỷ xuống nắm tay anh anh đi ra khỏi phòng cầm theo cái điện thoại mà nãy giờ anh đã quay lại cảnh thú tội của anh ta Tiểu Thiên có cùng nhà máu với Trịnh Kiên, vì vậy Trịnh Kiên đã hiến máu cho Tiểu Thiên. Hai tuần sau, thì Tiểu Thiên đã khỏe và được bác sĩ tra về nhà. Trong hai tuần đó, à vẫn ung dung đi lại trong biệt thự của anh. Anh làm vậy vì anh muốn giải quyết tất cả một lần. Bà, con về rồi. À ta dắt Tiểu Thiên vào nhà. Tiểu Thiên thấy anh đang ngồi trên sofa đọc báo thì giang tay lại, chạy lại định ôm anh. Đừng yên đó đi, tiểu thiên vừa chạy đến ghế thì anh gấp tờ báo lại đôi mắt lạnh lẽo của anh lại hiện lên nó là con của ai anh trừng mắt nhìn ạ à. ý anh là sao ạ à vẫn không trở dạ mà vẫn nghênh mặt nó không cùng nhóm máu của tôi nên tôi không hiến máu cho nó được anh đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần chắc là có nhầm lẫn gì đó À cười rồi lắc đầu được vậy còn chuyện này thì sao anh đưa đoạn video quay lại người đàn ông đó cho ả à xem à xem xong thì cứng họng tôi tôi à nghe tiếng bước chân giống như có người đang lại gần mình à quay đầu thì lại thấy ba người đàn ông béo mập đang đi về phía cô à quỳ xuống níu quần của anh tôi xin anh đừng để họ bắt tội đi mà tôi xin anh anh ngồi rồm xuống trước mặt à vậy thì cô nói cho tôi thằng nhỏ này là con ai anh bóp cả mạ nó không phải con anh Tôi cứu được nó ở Pháp lúc nó bị bắt cóc Tôi đã vạch ra kế hoạch để gạt anh Là tôi sai Anh tức giận bóp chặt hơn Vậy còn kết quả ADN thì sao Anh trừng mắt kiến nào không khỏi run sợ Lúc anh đưa Tiểu Thiên đi Tôi đã đi theo sau Sau khi lấy mẫu tóc của Tiểu Thiên Thì anh và họ đã đi ăn Nhưng lúc đó tôi đã tìm trào tóc của anh Cả hai đều là tóc của Tiểu Thiên Anh đứng dậy nhếch mép Rồi vỗ tay cho kế hoạch hoàn hảo của ả Đưa cô ta đi anh nhìn ba tên mập béo đang có ánh mắt thèm thuồng nhìn ạ à. anh muốn chúng tôi xử lý như thế nào tên thứ nhất nhướng mắt nhìn anh muốn xử như thế nào thì tùy các người tôi không muốn gặp lại cô ta lần nào nữa anh phủi tay được đừng đừng mà ba tên đó lôi ả à đi ả à vẫn vùng vẫy nhưng vô ích bóng của ả khuất sau cánh cửa thì anh quay qua nhìn tiểu tiên chú đừng đánh tiểu tiên mà Tiểu Thiên khoanh tay lại mếu máu Nhà con ở đâu? Hai tay anh đặt lên eo Tiểu Thiên kéo cậu bé lại gần mình Mấy người đó đánh ba mẹ con chết rồi Tiểu Thiên òa khóc Nên đi, sau này ba sẽ nuôi con Con phải gọi là ba chứ không gọi là chú nhớ chưa Anh xoa đầu Tiểu Thiên Di Hà, anh đứng dậy Dạ ông chủ Di Hà từ trong bếp chạy ra Dì gọi Á Vi về mang Tiểu Thiên ra biển chăm sóc đi. Anh bồng Tiểu Thiên lên. Vâng. Dì Hà gật đầu. À mà dì đừng nói mấy chuyện này với Y Y đó. Anh bồng Tiểu Thiên lên phòng thì đột nhiên quay đầu lại nhìn dì Hà. Vâng, tôi biết rồi. Dì Hà cúi người. Hiện tại, chuyện là vậy đó. Dì Hà ngấn lệ. Y Y đột nhiên ngất xỉu. Y Y, mọi người hốt hoảng gọi tên cô. Hai tiếng sau cô tỉnh lại Dì Hà Dì biết văn với con của con ở đâu không vậy Cô khóc lóc nhìn dì Hà Dì chỉ biết nó nằm ở biển XX Dì không biết địa chỉ cụ thể như thế nào Dì Hà lắc đầu Hay dì gọi cho cô Á Vi gì đó hỏi được không Cô nắm tay dì Hà Dì Hà lắc đầu rồi đi ra về phòng Một tháng sau Sau khi cô khỏe lại thì cô đã đi khắp nơi tìm anh và con của mình nhưng vô ích có chuyện gì vậy cô đang ngồi trên xe để tìm anh thì chiếc xe đột ngột dừng lại trời đang mưa rất lớn phu nhân à xe bị tắt máy rồi bác tài xế quay ra sau nhìn cô cô mở cửa định bước ra ngoài ngoài trời đang có mưa đó phu nhân không sao đâu phía trước có căn nhà con đến đó nhờ xem họ có thể giúp gì cho mình không cô mở cửa rồi bật dù đi về phía căn biệt thự phía trước cô đến biệt thự thì nhấn chuông bên trong có một cô gái bước ra cô gái đó mở cửa tôi bị lỡ đường cô có thể cho tôi vào trong ngồi chút được không cô lịch sự cúi đầu chào cô gái đó ở đường cô gái đó mở cửa to để cô vào cô đóng cây rủ lại bỏ ngoài cửa rồi đi vào trong cô ngồi xuống ghế sofa gần cửa cô uống chút cà phê cho ấm người này Cô gái đó đưa cho cô một cốc cà phê Cảm ơn Cô cười tươi rồi nhận lấy cốc cà phê Cô từ đâu đến đây à Cô gái đó ngồi xuống ghế nhìn cô Ừ tôi đi tìm một người thân của tôi Cô uống một ngụm cà phê Rồi bỏ cốc cà phê xuống nhìn cô gái đó Cô tìm Ông chủ Cô gái đó định hỏi thêm thì thấy ông chủ về đứng lên Văn Cô cũng đứng dậy điều khiến cô kinh ngạc nhất là người đàn ông mà cô tìm kiếm suốt một tháng nay lại không tìm mà đứng trước mặt cô do mới đi dưới trời mưa mà người anh ướt sũng tại anh bị tiểu cương tiểu cương được che một lớp chăn và chiếc áo khoác của ra nên anh không bị ướt kể bên anh còn có tiểu thiên cũng bị ướt sũng anh đeo một cái ba lô sau lưng tiểu thiên thì ôm một cuốn sổ tiêm ngừa trước ngực chắc là anh mới đưa tiểu cương đi tiêm ngừa rồi về Mới bị mắc mưa đây mà Anh nghe có người đang gọi tên mình Giọng nói còn rất quen thuộc Thì chuyện ánh mắt sang người vừa thốt ra À Vi Con đưa Tiểu Khương và Tiểu Thiên đi thay đồ Kéo em bị bệnh Anh đưa Tiểu Khương cho Á Vi Á Vi bồng Tiểu Khương lên phòng Tiểu Thiên cũng đi theo Á Vi Anh không nói gì Chỉ nhìn cô một cái rồi đi vào phòng Anh vào nhà tắm thay đồ Sau khi thay đồ xong bước ra ngoài Thì anh thấy cô đang đi vòng quanh phòng mình anh định bước ra khỏi phòng Thì cô thấy anh đã chạy lại ôm anh từ sau lưng Sau khi tạnh mưa Thì cô đã rời khỏi biệt thự Nhưng sau ngày hôm đó Thì cô ngày nào cũng mang sữa của mình đến đưa cho Á Vi Bảo Á Vi cho Tiểu Khương uống Em tới làm gì? Hôm nay là Chủ Nhật nên anh không đi làm Ngoài tổ chức trời trò chơi để giải trí Nên anh đã cho Á Vi và Tiểu Thiên đi anh không còn là tổng tài nữa mà anh hiện là một nhân viên văn phòng. Còn công ty của anh thì đã có trịnh kiền giải quyết nên anh rất yên tâm. Em muốn đến thăm con. Y Y ngại ngùng đỏ mặt. Cô mới sinh con được một tháng nhưng khoảng thời gian cô không gặp anh đã là 8 tháng. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Con ngủ rồi, em về đi. Anh nói rồi đóng cửa lại Cô giả bộ cầm ngón tay làm anh tưởng cô bị kẹt tay Nên mở cửa ra xem cô có sao không Không ngờ cô lại danh ma như vậy Cô luồn dưới cánh tay của anh chạy vào trong Em... Anh cắn môi nhìn cô Em mang sữa đến cho con mà Cô cười cười nhìn anh Anh... anh đi đâu vậy? Anh bỏ đi lên lầu Cô nhìn theo bóng lưng anh Tiểu cương Cô bể Tiểu cương lên Cô đi lại ghế sofa Tiểu Khương còn đang ngủ mà cô không để ý bế Tiểu Khương lên, là Tiểu Khương giật mình thức giấc. "Ngoan Tiểu Khương ngoan, mẹ đây, mẹ đây." Cô đặt tay phía sau đầu Tiểu Khương vỗ thật nhẹ để Tiểu Khương nín. Anh nghe tiếng Tiểu Khương khóc thì định chạy xuống, nào ngờ mới mở cửa thì đã thấy cô đang vỗ Tiểu Khương nín mà mắt cô đã đọng nước, thì tim anh chợt nhói lên. Anh sợ mình sẽ không kìm chế được mà chạy xuống ôm cô. Anh đi vào vòng khóa trái cửa lại Sau khi A Vi đưa Tiểu Thiên chơi về Thì cô đưa Tiểu Cương cho A Vi Rồi cô đi về Sáng hôm sau Cô nhận được cuộc gọi từ Trịnh Kiên Trịnh Kiên nói rằng Các cổ đông trong công ty đòi rút vốn ra khỏi công ty Vì sợ anh đã xảy ra chuyện Nên một tháng nay không thấy anh lên công ty Họ sợ không có anh công ty sẽ đi xuống Họ sẽ mất hết tiền vào đầu tư vào công ty Người đòi rút vốn, người đòi bầu chủ tịch mới. Á Vi, mới sáng sớm mà cô đã vội chạy tới biệt thự tìm anh. Chị Y Y, Á Vi mở cửa cho cô. Anh, anh, một tay cô đặt lên đầu gối, một tay chống lên kính cửa, cô thở gấp. Chị tìm ông chủ đúng không? Ông chủ vừa đưa Tiểu Thiên đến trường rồi. Á Vi chỉ tay sang phải, cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi chạy về phía Á Vi chỉ. Cô chạy khoảng 300 mét Thì thấy một bóng lưng rất quen Cô vội chạy nhanh hơn Văn, đợi em với Cô gọi tên anh rồi vẫy tay Anh thấy cô thì dừng lại Có chuyện gì Anh nhìn cô gái đang thở gấp trước mặt mà đau Chị Kiên vừa mới gọi cho em báo cáo cổ đông muốn gặp anh Nếu không gặp anh thì họ sẽ giúp vốn khỏi công ty Anh nghe xong thì vẻ mặt như không quan tâm bỏ đi Anh, anh không quan tâm đến công ty nữa sao? tấm huyết suốt bao nhiêu năm nay của anh anh bỏ hết sao anh vẫn bước đi mà không quay lại nhìn cô anh không về thật sao anh bỏ công ty thật à cô thấy anh vẫn không quay lại thì nói tiếp chắc là anh không cần công ty nữa rồi cô lắc đầu quay lưng đi ngược chiều với anh cô vừa đi nước mắt cô vừa rơi xuống alo trịnh kiên anh cố thuyết phục họ cho thêm một thời gian ngày mai em sẽ về thành phố Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kiên Rồi cất lại túi Sáng hôm sau Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng Chạy đến trước cửa của công ty anh Người tài xế xuống xe Mở cửa sau Bước ra là một người đàn ông mặc một bộ vest đen Cùng với một cái áo sơ mi trắng Chiếc cà vạt màu đen Một đôi giày đen làm bằng da cá sấu Và một cái mắt kính màu đen Gọng kính khá dày Người đàn ông đỏ lấy chiếc mắt kính xuống Đưa cho người tài xế Là anh anh đã trở lại tối hôm qua anh nằm suy nghĩ về những điều cô nói cô nói rất đúng công ty là tâm quyết của anh anh đã đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt để xây dựng được công ty sao có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh bỏ công ty của mình được chứ chính vì lý do đó mà anh đã bế tiểu khương và tiểu thiên đến ở ké nhà trịnh kiên trong thời gian anh giải quyết việc công ty khi anh bước vào cửa toàn bộ nhân viên đều cúi chào anh Tất nhiên là họ rất ngạc nhiên khi thấy anh sau một tháng vắng mặt. Trong phòng họp hiện tại đang rách căng thẳng và ồn ào bởi tiếng bàn luận của các cổ đông và lời giải thích của cô và Trịnh Kiên. Sao ồn ào quá vậy? Mọi thứ như đóng băng khi anh bước vào. Họ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô thì mở to mắt xem người đó có vẻ anh thật không, còn Trịnh Kiên thì lại rất bình tĩnh. Cô hả miệng chữ A nhìn anh. Tháng vừa rồi tôi vắng mặt là do công ty bên Mỹ có vấn đề, tôi phải sang để giải quyết, chưa kịp thông báo với mọi người, là mọi người lo sợ rồi. Anh ngồi xuống ghế dành cho chủ tịch rồi đảm mắt nhìn từ người. Các cổ đồng của công ty nghe vậy cũng an tâm mà ngồi xuống. Chị Kiên kéo ghế xuống cạnh anh, còn cô thì đi ra ngoài. Anh về thật rồi. Cô ra khỏi phòng vừa đi vừa nói khiến cho các nhân viên của công ty nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Cô đi lại ngồi ở dãy ghế cạnh phòng họp chờ anh. Sau khi tan họp, các cổ đông ra khỏi phòng, họ đều lướt qua trước mặt cô, mà tại sao anh và Trịnh Kiên còn chưa ra? 10 phút sau thì anh và Trịnh Kiên ra, cô chạy lại giữ lấy cánh tay của anh. "Văn, anh về rồi, anh có đem Tiểu Khương về không vậy?" Anh lạnh lùng nhìn cô. "Không." Cô đang vui, vậy mà anh lại đập nát niềm vui của cô rồi. "Em nhớ con lắm, em muốn đi thăm con được không?" Anh quay qua liếc Trịnh Kiên, ý anh là muốn đuổi Trịnh Kiên đi. "Không." Anh nói rồi nắm tay cô kéo đi vào phòng làm việc của anh. "Em làm ơn, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa được không?" Anh nhắn nhó nhìn cô. "Nhưng mà em thương con, em yêu anh mà." Đôi mắt xinh đẹp của cô giờ đầy đỏ hoe. "Em thương con, vậy tại sao lúc đầu em đòi bỏ con? Em yêu tôi, vậy tại sao em lại muốn tự do? Lúc em làm như vậy, em có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không?" Anh trợn mắt quát. Anh không sai mà là cô sai, anh không có lỗi, người có lỗi là cô. Cô muốn tự do, cô không muốn sinh con và đây là kết quả cô nhận được. Em biết em sai rồi, anh xin lỗi em đi. À không, em xin lỗi, nhưng mà tại lúc đó có vợ cũ của anh, anh cùng cô ta cười đùa vui vẻ. Em sợ khi em sinh con ra sẽ bị anh ghét bỏ, em không muốn mang tiếng phá hoại gia đình hạnh phúc của anh đâu. Vì thế em mới muốn rời đi Để hai người thấy thoải mái hơn Cô cúi đầu xuống Nước mắt cô giọt ngắn giọt dài đã rơi xuống Em đi về đi Câu nói vô tình của anh Khiến cho tim cô như tan nát Cô lấy tay lau nước mắt Rồi quay đầu ra về Không lẽ chỉ vì hai câu nói đơn giản Mà cô đã đẩy anh và con trai xa mình sao Khoảng 20 giờ Thì anh rời khỏi công ty Về nhà Trịnh Kiên Cậu về rồi à Nghe tiếng mở cửa thì Trịnh Kiên quay đầu nhìn ra Cậu làm gì vậy? Anh nhìn Trịnh Kiên một tay ôm Tiểu Khương Một tay cầm bình sữa cho Tiểu Khương uống Cậu không thấy sao? Trịnh Kiên nhau mày nhìn anh Anh đi lại ghế sofa Trịnh Kiên đang ngồi Anh để cái táp xuống bàn Anh ngồi xuống ghế Tiểu Thiên đâu? Ba ơi! Anh vừa dứt câu Thì Tiểu Thiên trong bếp chạy ra miệng dính đầy tương Hai tay cầm hai cái đùi gà rán đang ăn giang dở Trời Tiểu Thiên, gà đâu con ăn vậy? Anh giờ tay ngoắc Tiểu Thiên. Chú Kiên mua cho con đó. Tiểu Thiên đưa cái đùi gà lên miệng cắn một cái. Bỏ xuống, tối rồi không được ăn nữa. Ăn vậy sẽ bị béo vỉ đó. Anh lấy hai cái đùi gà trên tay Tiểu Thiên xuống. Bà dắt con đi rửa tay ha? Anh bỏ hai cái đùi gà xuống cái hộp giấy trên bàn rồi đứng dậy dắt Tiểu Thiên đi vào bếp rửa tay. Sau khi rửa xong thì anh ngẫm Tiểu Thiên lên giường vỗ Tiểu Thiên ngủ. Một lúc sau Tiểu Thiên ngủ, anh đi ra ngoài. Tiểu Thiên cũng vừa mới ngủ, Trịnh Kiên đặt Tiểu Kiên vào cái nôi. Anh đi lại ngồi xuống ghế. Tôi chỉ có thể cho bà, cha con cậu ở đây một thời gian thôi đó. Tôi không thể để ba người ở đây cả đời đâu, tôi còn phải cưới vợ nữa chứ. Trịnh Kiên thở dài rơi giả bộ giận và mặc kệ anh. Cậu yên tâm đi, tôi không ở đây lâu đâu. Anh đích nhẹ Trịnh Kiên, mà tôi thấy Kiều Y có vẻ hối hận lắm rồi Sao cậu không cho cô ấy một cơ hội Trịnh Kiên nghiêm túc nhìn anh Tôi biết chứ Nhưng tôi muốn cô ấy hiểu được nỗi đau Mà tôi đã chịu khi cô ấy nói những lời đó với tôi Tôi muốn cô ấy biết được Tôi và Tiểu Khương quan trọng với cô ấy như thế nào Mắt anh dớm nước Cậu nghỉ sớm đi Tôi đi nghỉ trước đây Trịnh Kiên đứng dậy vỡ vai anh Rồi vào phòng ngủ Anh thả lỏng người trên ghế Anh nhắm hờ mắt lại sáng hôm sau anh đến công ty đến trưa thì anh thấy nhớ tiểu cương nên đi đến trường đón tiểu cương nhưng cô giáo ở đó bảo lúc nãy có một cô gái xinh đẹp đến đón tiểu cương cô giáo liên lạc với anh không được nên đã gọi cho trịnh kiên trịnh kiên biết là cô nên đã nói với cô giáo để cho cô đón tiểu cương đi anh lại xe đến biệt thự vừa mới bước đến cửa anh đã cảm nhận được sự quen thuộc của nó anh bước vào nhà thì tất cả người làm đều ngạc nhiên cúi đầu chào anh. Cô nghe mọi người gọi anh thì ngoảnh đầu nhìn ra cửa. "Em mang con đến đây làm gì?" Anh đi lại sơ sofa bế Tiểu Khương từ trong tay cô. "Em nhớ con mà." Cô sợ anh bế Tiểu Khương nhanh quá, Tiểu Khương sẽ ngã nên đưa tay ra định đỡ. "Em nhớ con thì đợi tôi về rồi đến thăm, em có quyền gì mà đem con đi như vậy chứ?" Đôi mắt anh lạnh lùng nhưng ấm áp nhìn cô. Anh cho em đến nhà anh Kiên thăm con sao?" Câu nói của anh có vẻ vô tình, nhưng nghe kỹ thì là anh đang trao cô cơ hội. Ừ, anh gật đầu rồi bế Tiểu Khương về. Vừa mới quay đầu thì anh đã tươi cười. Lâu lắm rồi anh không nhìn thấy nụ cười của cô, có lẽ anh nên trao cô cơ hội, cơ hội của cô cũng chính là cơ hội của anh. Cô có cơ hội được ở bên cạnh anh, còn anh có cơ hội tìm cho Tiểu Khương một người mẹ. Còn Tiểu Thiên chắc cô cũng sẽ chấp nhận thôi Bởi vì Tiểu Thiên rất ngoan Lại còn rất thông minh Biết đâu sau này muốn làm lành với anh Cô phải nhờ Tiểu Thiên đấy chứ Khoảng 18 giờ hôm đó Cô chạy đến nhà Trịnh Kiên Trước khi đến cô còn ghé cửa hàng tiện lợi Mua nào là quần áo, phấn, khăn ướt, bánh kẹo Rào củ, thịt Cô định nấu một bữa ăn tối rồi chờ anh về ăn cùng Nào ngờ khi cô đến thì anh đã về rồi Sao Tiểu Cương khóc dữ như vậy? Cô nhìn Tiểu Cương đang nằm trong lòng anh khóc mà cô rót cả ruột. Con đang đói, Trịnh Kiên đang đi mua sữa. À, hay là anh đưa con đây, em cho con uống sữa. Cô phân vân một hồi thì đi lại ghế sofa, đưa tay ra chờ anh giao Tiểu Cương cho mình. Cô đứng chờ một hồi không thể anh đưa Tiểu Cương cho mình mà anh vẫn ngồi im rẻ ở đó thì cô cúi xuống bế Tiểu Cương. Cô ngồi sang một bên ghế, cô hiện tại đang mặc một chiếc áo cúp ngực và có một chiếc quần len Cô với tay ra sau kéo khóa áo xuống, bầu ngực của cô được giải thoát thì nhảy lên. Cô quăng chiếc áo sang một bên, cô đưa đầu vú của mình vào miệng Tiểu Khương, thì Tiểu Khương lập tức nín ngay. Anh nhìn hành động của cô mà há hốc mồm. Anh nhìn qua đầu vú còn lại của cô thì nuốt nước bọt. Đột nhiên anh nhìn sang chỗ khác rồi lắc đầu. Không được. Anh tự trần an đầu óc của mình Anh đang giận cô mà Sao anh có thể nghĩ đến mấy chuyện đó chứ Anh đứng dậy vào phòng lấy laptop làm việc Làm việc một hồi thì anh ngủ quên Sau khi thức dậy anh đi ra ngoài Anh nhìn thấy cô đã đặt tiểu khương vào nồi Cô đặt khuỷu tay lên ghế rồi tự đầu vào ngủ Anh đi lại gần cô Anh lấy tay sờ má cô mà nước mắt của anh cứ rơi xuống Nghe tiếng mở cửa của anh thì anh đứng dậy rồi lau nước mắt Tôi về rồi Trịnh Kiên mở cửa vào đưa cái bịch có hai lon sữa lên. Sao cậu đi lâu quá vậy? Anh nhờ mắt nhìn Trịnh Kiên. Cô cũng bị giật mình mà thức giấc. À anh về rồi à? Cô đứng dậy nhìn Trịnh Kiên. Ủa, y y em đến đây khi nào vậy? Trịnh Kiên ngạc nhiên cười. Tiểu Thiên đâu? Anh bực bội nhìn Trịnh Kiên. Ờ, tại con trai cậu đó. Cứ đòi đi mua quả bánh rồi đến khu vui chơi. Sạch túi rồi còn gì? Trịnh Kiên lắc đầu. Ba ba, Tiểu Thiên từ sau lưng trịnh kiên thỏ đầu ra Rồi hai tay cầm hai con siêu nhân chạy về phía anh Ừ Anh ngẫm tiểu thiên lên Rồi hôn vào má tiểu thiên Vậy em về trước nhé Y y nhìn anh cười rồi lấy túi sách đi về Tôi đói quá Cậu còn nấu gì ăn không vậy Trịnh kiên xoa xoa bụng Rồi đi vào bếp mở tủ lạnh ra Wow sao hôm nay cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy Trịnh kiên lấy mua chai nước Rồi đóng tủ lại nhìn anh Là y y mua không phải tôi anh liếc trịnh kiên rồi xoa đầu tiểu thiên trịnh kiên biết là do y y mua chứ anh chỉ muốn gặng hỏi để anh nói tên cô thôi sau ngày hôm đó ngày nào cũng như ngày nào ngày nào cô cũng đến nhà trịnh kiên nấu ăn cho anh rồi cho tiểu khương bú cho đến một ngày alo cô nằm trên giường mệt mỏi đến nỗi không mở mắt được chỉ nhắm mắt rồi đặt điện thoại lên tai mình chiều nay sinh nhật tiểu thiên Em nên lấy lòng thằng bé đi Biết đâu nó giúp được gì cho em thì sao Đầu dây bên kia là Trịnh Kiên Một tay cầm điện thoại Một tay cầm bánh cà phê đưa lên miệng Chiều hôm đó cô đến cửa hàng bánh sinh nhật Mua một chiếc bánh kem Cô bảo chủ cửa hàng khắc tên Và ngày sáng năm sinh của Tiểu Thiên Do nhờ chủ tiệm làm khá lâu Nên cô dặn bác tài xế về nhà Khi nào cô gọi thì đến Khi ra khỏi cửa hàng Thì cô lấy điện thoại ra gọi cho tài xế Cửa hàng nằm nghịch với đường Đến nhà Trịnh Kiên và biệt thự Cô phải đi qua đường Cô vừa đi vừa nghe điện thoại Nên cô không để ý có chiếc xe đang vượt đèn đỏ Chiếc xe ngày càng đến gần cô Cô quay đầu qua nhìn thấy chiếc xe kia Thì la lên Cô ngã xuống lề đường Cô nằm trên một vũng máu tươi Người đi đường bu lại xung quanh Họ cảm thấy tội cho cô gái trẻ như cô 5 phút sau xe cấp cứu đến Chở cô đến bệnh viện một lúc sau anh đã đến trước cửa phòng cấp cứu do lúc nãy người đi đường nhìn tìm thấy số điện thoại của anh trong điện thoại của cô khoảng một giờ sau thì bà cô và dì lam cũng đến hạo văn y y sao rồi y y sao rồi bà định tay anh mà bà cứ run run cửa phòng vẫn chưa mở anh nói trong vô vọng ai là người nhà của bệnh nhân anh vừa dứt câu thì cửa phòng mở bác sĩ bước ra là tôi bà cô chưa kịp trả lời thì anh đã đi đến trước mặt bác sĩ vậy anh đi làm hồ sơ và đóng viện phí cho bệnh nhân đi ông bác sĩ bỏ hai tay vào túi áo cháu gái tôi nó bị làm sao vậy bác sĩ dì lam đỡ lấy bà vì lo lắng cho đứa cháu gái thân yêu của mình mà bà không còn chút sức lực do bị mất máu quá nhiều nên cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê sau chỉ là hôn mê không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng thời gian hôn mê của cô ấy tôi không thể xác định được nhưng sẽ nhanh thôi ông bác sĩ nói rồi quay lưng đi anh ngồi xuống ghế thơ thẩn nếu anh chịu nói với cô rằng anh đã tha thứ cho cô anh vẫn còn yêu cô rất rất nhiều thì cô đâu phải nằm trong đây anh cũng đâu phải hối hận tối đó anh bảo bà và dì lam về anh cũng gọi cho trịnh kiên bảo trịnh kiên chăm tiểu thương và tiểu thiên giúp anh tối nay anh sẽ không về anh bước vào phòng bệnh của cô anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Em dậy đi Anh sờ má cô Nước mắt của anh cũng chảy xuống Gần một năm qua Ngày nào anh cũng đến bệnh viện giúp cô thay đồ Ngồi nói chuyện với cô Mặc dù anh biết cô không thể nghe được Có hôm anh bế Tiểu Cương đến thăm cô Tiểu Cương ngoan lắm Đã biết gọi nào là bố Chú, anh và cả mẹ nữa Anh cũng thường xuyên đưa Tiểu Thiên đến Mong là sau khi tỉnh lại cô có thể xem Tiểu Thiên như con của mình, để gia đình họ được hạnh phúc. Em à, gần một năm rồi anh không nhìn thấy ánh mắt, hồn nhiên và nụ cười vui vẻ của em rồi đó. Ngày mai là con trai chúng ta tròn một tuổi rồi, mau thật. Anh vớt tóc cô. Sao em ngủ mãi thế? Em dậy đi. Dậy đi mà anh hứa. Anh hứa sẽ không giận nữa. Anh xin lỗi em mà đang lay lay người cô thì thấy đầu cô cử động rồi cô mở mắt ra anh nói rồi đó dù đang rất mệt và bị con đau hành hạ nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười nhìn anh đột nhiên anh thu lại ánh mắt cầu xin cô tỉnh lại mà thay vào đó là ánh mắt bối rối anh cũng biết ngại ngùng đấy chứ anh đi gọi bác sĩ anh lúng cuống một hồi thì đứng dậy chạy đi gọi bác sĩ Do lúng cuồng quá mà anh làm cô gái vì cười. Anh đi một hồi thì bác sĩ vào khám cho cô. Tình trạng cô ấy phát triển rất tốt, không lâu nữa sẽ khỏi thôi. Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài. Ông bác sĩ vừa đóng cửa lại thì thấy Tiểu Kiên và Tiểu Khương. Ba, Tiểu Khương đã bước đi chập chững và biết gọi anh là ba rồi. Ba, còn Tiểu Thiên lại ra dáng một người anh trai. Tiểu Thiên xách một vỏ trái cây có vẻ rất nặng gần tay đã nổi hết cả lên Chú Kiên đâu? Sao lại để các con vác thế này? Anh đi lại lấy vỏ trái cây trên tay của Tiểu Thiên đặt lên cái bàn cạnh giường bệnh của cô Tôi đây này, không có tôi chắc hai cậu quý tử nhà cậu đến đây được chắc Trịnh Kiên mở cửa bước vào Chào anh Kiên Cô nở nụ cười tươi nhìn Trịnh Kiên Nụ cười ấy đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy Nó đã khiến anh đứng hình vài giây Mẹ, anh bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên chạy lại, hai tay đặt lên giường bệnh của cô. Ừ, cô sở má rồi hôn lên trán của Tiểu Thiên. Đôi mắt cô giờ đây đã long lanh. Anh ấm, đặt Tiểu Thiên lên giường của cô rồi anh bế Tiểu Khương lên. Gọi mama đi con. Anh âu yếm nhìn Tiểu Khương. Mama, Tiểu Khương nhìn cô, cười tít mắt. Để trả lại không gian riêng tư cho gia đình của anh, Trịnh Kiên đã rời đi từ lâu. Hôm sau, anh mua một cái bánh kem rồi đưa hai tiểu bảo bối đến bệnh viện. Mẹ ơi! Tiểu Thiên đẩy cửa vào rồi chạy nhảy lên giường của cô. Cô âu yếm nhìn Tiểu Thiên vớt tóc. Một lúc lâu sau thì anh đi vào. Một tay xách bánh kem, một tay ấm Tiểu Khương. Anh đi đến giường của cô đặt Tiểu Khương lên giường. Anh lấy chiếc bánh ra đặt lên bàn. Anh lấy trong túi ra một cái quẹt ca. Anh thắp nến lên. Con ngoan, con thổi nến đi anh cười tươi nhìn tiểu khương tiểu khương như hiểu được lời nói của anh một hơi thổi tách cây nến căn phòng trở nên ồn ào vì tràn ngập tiếng vỗ tay hai tuần sau thì bác sĩ cho cô xuất viện về nhà do anh bận họp nên trịnh kiên đến bệnh viện đưa cô về suốt thời gian cô nằm viện trịnh kiên luôn chạy tới chạy lui để lo cho tiểu khương và tiểu tiên còn anh thì sau khi rời khỏi công ty về nhà tắm rửa thay đồ. Ôm hai tiểu bảo bối rồi đến bệnh viện thay cho bà cô và dì Lam để họ về nhà. Hai giờ sáng thì dì Hà đến cho anh về nghỉ ngơi, rồi xem giấy tờ để sáng lên công ty ngày nào cũng vậy, cho đến khi cô tỉnh. Trời ơi, yi dì Hà từ trong bếp đi ra, đi lại ôm cô. Con nhớ gì và mọi người qua đi. Y nhìn dì Hà một cái rồi ôm chặt hơn Nhiệm vụ hôm nay của anh xem như xong Anh về đây Em giữ gìn sức khỏe nhé Trịnh Kiên đặt túi đồ của cô xuống sàn Anh khoan về đã Em có chuyện muốn nhờ anh Alo Anh đang chăm chỉ làm việc Thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên Tống Hạ Văn Anh nhấc máy nhưng chẳng nghe được gì Ngoài việc có người đang hét Tại cậu Tại cậu hết Gần một năm qua tôi lo chăm sóc cho gia đình cậu Tôi bảo mặc người yêu của mình cô ấy chia tay với tôi rồi tại cậu là tại cậu đầu dây bên kia là trịnh kiên nghe giọng nói cũng biết được là trịnh kiên đang say cậu đang ở đâu anh bỏ bước xuống tôi tôi đang ở khách sạn eu anh đứng dậy xuống nhà xe rồi lại xe đến nhà hàng ngay xin hỏi anh có phải tống hạo văn không ạ anh vừa bước vào nhà hàng thì nhân viên chặn anh lại anh không trả lời chỉ gật đầu vậy mời anh đi theo tôi. Nhân viên dẫn anh đi lên tầng 48, mở cửa một căn phòng cho anh bước vào. Lạ thật, Trịnh Kiên nói là anh ta đang ở nhà hàng mà, sao họ lại đưa anh vào phòng nghỉ chứ? Sự cảnh giác của anh đạt đến 100. Anh đi lại, ngồi xuống giường. Đột nhiên, chiếc tivi mở lên, hình ảnh của anh và cô hiện lên. Cả ảnh của anh lúc ngủ, lúc ăn, lúc chơi với hai tiểu bảo bối sau khi anh chạy hết thì các chữ hiện ra anh à em sai rồi em còn yêu anh nhiều lắm em cũng yêu con nữa em hứa sẽ là một người mẹ hiền một người vợ tốt em sẽ coi tiểu tiên như con ruột của mình và sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tiên em cũng không bao giờ muốn tự do nữa đâu em xin lỗi anh cho em cơ hội để thực hiện lời hứa nhé trung điện thoại anh lại reo Hạ Văn, xin lỗi vì đã lừa cậu. Đây là món quà tôi tặng cho cậu đấy. Cậu cho Kiều Y một cơ hội đi. Tôi biết cậu còn yêu cô ấy mà. Đừng để cô ấy đi rồi hối hận. Trình Kiên nói xong thì tắt máy. TV cũng tắt. Cô mở cửa đi vào. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô. Anh một tay đặt sau lưng cô. Một tay xoa đầu cô. Anh khóc. Anh đang khóc. Cô vui. Cô vui lắm. Giọt nước mắt hạnh phúc đã lan dài trên má cô. Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận em nữa, em hứa. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của anh chặn lại, đôi môi của anh hơi thở vòng tay của anh. Cớ sao chúng lại khiến cô có cảm giác hạnh phúc đến vậy? Cô rất biết cách phối hợp với anh. Cô mở miệng để chiếc lưỡi của anh có cơ hội xâm nhập vào bên trong. Cái vị ấy đã một năm rồi, anh thật sự rất nhớ nó. Hôm nay anh phải hưởng bù cho một năm qua mới được Thế là họ trải qua một đêm đầy sự ái muội không thiếu ngọt ngào Sáng hôm sau anh và cô về nhà Tiểu Cường đang chạy lon ton vào bếp Thì anh đi vào bếp Nè sao hôm nay cậu lại tới nữa vậy Anh thấy chị kia đang ngồi trong bàn ăn sáng mua cách ngon lành thì tức giận Hay dạ Cậu quên sao hôm qua cậu được sung sướng là nhờ ai rồi sao Trịnh Kiên bỏ mũ xuống bàn, ngoái đầu nhìn anh. Cơ thể anh đột nhiên bị giật một cái, anh quay qua trái nhìn cô. Hai tiểu bạo bối của anh ngồi trên ghế cười híp mắt, mặc dù chúng còn nhỏ, không hiểu gì nhưng lại rất thích nghe anh và Trịnh Kiên cãi nhau. Phải chăng nó có nguồn ma lực gì đó khiến người khác thích nghe đến vậy? "Nè, cậu không thấy con nít ở đây sao?" Anh trao mày nhìn Trịnh Kiên, Trịnh Kiên quay qua nhìn hai tiểu bảo bối của anh. "Nè, chú kể hai đứa nghe." Trịnh Kiên Anh nghiến răng quát Anh lại đi túm cổ áo Trịnh Kiên lôi lên phòng Cô cười đến không nhặt được mồm Cô lại đi xoa đầu hai tiểu bảo bối Rồi ngồi xuống bàn ăn sáng Từ đó cô ôm gối sang phòng anh Cô đảo mắt khắp căn phòng Nhưng không thấy anh đâu Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy Chắc là anh đang tắm Cô nhảy lên giường đắp chăn lại giả vờ ngủ Sau khi anh ra mà thấy cô ngủ Chắc không nỡ đuổi cô đi đâu đúng như cô nghĩ anh không đuổi cô đi ra mà còn nằm xuống cạnh cô anh choàng tay qua eo ôm cô cô dùng mình mở mắt ra nhưng cô không dám quay lại nhìn anh này cô kia cô có chịu làm vợ tôi hay không thì bảo đi để tôi còn đi cưới người khác tuổi trẻ của tôi quá lãng phí rồi anh đưa một chiếc nhẫn kim cương trước mặt cô tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường cô quay lại để đối mặt với anh anh đang cười rất tươi đón chờ câu trả lời của cô ừ. Cô gật đầu Nụ cười trên gương mặt của anh tươi hơn gấp 10 lần Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô Rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt lại Hai tuần sau Cánh cửa màu trắng trang trọng mở ra Bên trong là một lễ đường được trang trí rất nhiều hoa hồng trắng Hàng ghế của khách mời được bao một lớp vải trắng và một chiếc nơ màu trắng Đẹp nhất là người đàn ông đang đứng trên bục làm lễ cùng với cha xứ Cô khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khôi Mái tóc được uốn xoăn bùi lên Một bó hoa hồng Xanh phối hợp với cái áo cưới Và nói là một tuyệt phẩm Cô bước vào giúp sự ngưỡng mộ Không thiếu sự ghen ghét, ghen tị của người khác Bởi cô có một gia đình rất ư là tuyệt vời Chồng đẹp, con ngoan Có ai sướng như cô chứ Cô bước lên bục làm lễ Nhìn xuống hàng ghế đầu Là bà cô, hai tiểu bảo bối Trịnh Kiên, Dì Hà, Dì Lam và rất nhiều người ở cô nhi viện người làm trong nhà đến chúc mừng cho cô còn lại đa số là khách của anh một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước ra trên tay cầm một cái khay trong cái khay có một cặp nhẫn cô lấy chiếc nhẫn to hơn đeo vào tay anh anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho cô rồi anh cúi xuống hôn vào tay cô hai người nhìn cha xứ đinh kiểu y con có đồng ý lấy Tống Hạ Văn làm chồng cả đời ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cậu ấy dù có khó khăn hay giàu có, đau yếu hay mạnh khỏe không? Sau khi cha giữ đọc lời thề, cô đột nhiên run lên. Con đồng ý. Run là một chuyện, trả lời lại là một chuyện, câu trả lời của cô rất dứt khoát. Tống Hạ Văn, con có đồng ý lấy Đinh Kiểu Y làm vợ cả đời ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho cô ấy dù khó khăn hay giàu có, đau yếu hay khỏe mạnh không? Con đồng ý Cha sử vừa đào xong anh lập tức trả lời Có lẽ anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi Hai con có thể hôn nhau rồi Cha sử cười tươi nhìn anh Anh liền trồm sang tặng cho cô một nụ hôn sâu Hai tay anh ôm đầu của cô Hai tay cô đặt ở sau lưng anh Họ hôn nhau đắm đuối trước những chàng pháo tay Và lời chúc phúc của tất cả mọi người Phụ nữ họ đơn giản lắm Họ chỉ mong những năm tháng yêu thương thử thách, trông gai. Người đàn ông họ yêu có thể tặng cho họ một cái lễ cưới như này là họ vui rồi. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mặc dù tâm tình đang bị ốm, giọng khá là khó nghe, nhưng mà rất cảm ơn các bạn đã cố gắng nghe với tâm tình đến cuối bộ truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo trên kênh HPT Channel.